screen sharing. Yeah. Okay, I'll switch off this camera so it's not distracting, and I'll try screen sharing. Rồi, bây giờ Mai Hương không cần pin cái camera số 2 nữa nhá. Bây giờ chị vừa bảo cô là thử chia sẻ màn hình để mình tập dượt một tí. Okay, just trying to find, does it work? Okay, so then I go here and do a slideshow. Great. And I can't see any of you now, but I hope you can see me. Okay, I can see the slides, yeah. Okay. Mm-hmm. Wonderful. So I can stop sharing. Okay. Actually, I might be able to see everyone of another device. I can see myself of another device. À dạ, giờ em xin phép ổn định các khách mời. Chỉ còn một ít phút nữa thôi. Bystock 08 với chuyên đề sử dụng nghệ thuật sáng tạo trong phục hồi tâm lý sẽ được bắt đầu. Kính mong quý vị đại biểu cùng các bạn học sinh thân mến. Các bạn hãy tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái và một đường truyền ổn định để ta có thể theo dõi chương trình một cách tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Okay. Well, I can show you my screen. I can show you the slides. I think that's good, right? Yeah. True. Okay. And what else? I was very kindly sent the schedule, but I don't remember it. But I'll bring it up on my. It's okay. No worries. You don't have to memorize that. Yeah. I'll trust you, Lynn, to remember which order is which. Mm-hmm. Okay. Right, so we're more or less ready, right? Yeah, we still have another 5 minutes. What time is it over there? It's nearly 1 o'clock. Oh, okay. So it's afternoon my time. I know it's evening, 7 till 9 for you. So thank you for being here so late. Oh no, this is okay. Yeah, I think after 9, yeah, it started to go downhill. But 7, to 9, okay. So I don't start sharing sharing the presentation until everyone has spoken and the logistics the master of service call. Okay, so can I ask you, Lynn, to tell me when to start sharing the presentation? Of course. You hear your name. Don't worry. Thank you. So I guess we can skip the introduction part in your in your slideshows, right? Yeah. Yep. Okay. And maybe I think people would like to hear a little bit about your cultural background as well, right? Like, yeah, where you got the Nguyen family name from. I can say that for sure. Imagine you tell people, oh, I just like it, so I pick it up. Right. It's a very sad story because the ethnic background of my family is Ukrainian, so that's how I speak Ukrainian. So that's the part of Russia. So it was Soviet Union, Russian Empire that was like borderland. So it was sometimes Ukrainian, sometimes Russian, but it was populated by Ukrainian speaking people. So like we have relatives both in Ukraine and Russia. Uh-huh. I grew up in that part of Russia where we like say we go to Russia. But even though like we're in Russia. Obviously, I speak Russian, and that's how I grew up. And my dad is Vietnamese, and I
He lived in Soviet Union first and then in Russia, and now he's in Vietnam, and so is my Vietnamese part of the family. But my Vietnamese is very, very bad. Like, I can order food at a cafe, I can haggle at the market, but that's about my Vietnamese. Okay. So, well, that's good enough. Yeah. I don't think so. I think when your first language is Russian or Ukrainian, like any tonal language is quite hard. So, yeah, so I different, tried, right? Mm-hmm. Yeah, I tried many times to learn it, and my success has been very limited. I'm grateful you're here to translate. Yeah, I'm so grateful that we can understand each other. Yeah. Education is really powerful. Yeah. Is your sister here today with us? I don't think so. Oh yeah. I didn't know I could invite her. Well, you can introduce what feels right for you, you know. I don't mean to make you bring up some sad memories. Well, it's okay. It's life. It's going on, you know. So it's I work with both Ukrainian and Russian people just right now. So I can see that in your presentation. Yeah. Yeah. Must be very very special for you, right? Just what I can do to help, and if people ask, I help, and it's I'm glad I can help. So I don't know. Okay, we have another minute. Yeah. We're starting soon. Beautiful. Exciting. Xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Lời nói đầu tiên xin cho phép tôi, MC Mai Hương, gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh, sinh viên đang có mặt tại buổi hôm nay một lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi Bias Talk 08 chuyên đề sử dụng nghệ thuật sáng tạo trong phục hồi tâm lý. Chương trình được tổ chức bởi câu lạc bộ HUTET Bias Club cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Thực hành Tâm lý HUTET sẽ đồng hành cùng với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đến tham dự với buổi chuyên đề của chúng ta, xin được ngọc nhiên chào đón Phó trưởng khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng, Thạc sĩ Phạm Văn Sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân, Thạc sĩ Trần Văn Thảo, giảng viên Nguyễn Nữ Bích Tuyền, giảng viên Phạm Thanh Vinh và thư ký khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng, chị Tường Vi. Về phía diễn giả cho buổi chuyên đề ngày hôm nay, xin được nồng nhiệt chào đón Thạc sĩ Olga Nguyễn. Cô hiện đang là người khám phá và chia sẻ các phương pháp tiếp cận nghệ thuật để chữa lành các sang chấn về tâm lý. Cô được chứng nhận về giao tiếp phi bạo lực. Cô còn là người cung cấp dịch vụ đào tạo, cố vấn và giám sát cho các chuyên gia. Và đồng hành cùng với Olga là host Thạc sĩ Nguyễn Hương Linh. Hiện chị đang là thành viên và hành nghề dựa trên theo tiêu chuẩn đạo đức của Hiệp hội Trị liệu Nghệ thuật Hoa Kỳ. Chị tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Trị liệu Nghệ thuật MBS Art Therapy tại School of Visual Art New York, Mỹ vào năm 2020 và đồng thời cũng là người sáng lập ra MIA, một không gian thực hành trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật và thực hiện các hoạt động cộng đồng giúp nuôi dưỡng thân, tâm, trí. Dạ, xin mời cô Hương Linh có đôi lời gửi đến các bạn tham gia trong ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn Mai Hương và Linh rất là cảm thấy rất là biết ơn trường HUTET đã tạo cơ hội để cho Linh và cô Olga cùng có mặt ở đây với tư cách là hai đồng nghiệp cùng đang thực hành và làm việc trong mảng trị liệu nghệ thuật, hay là trong tiếng Anh thì còn gọi là art therapy. Và một câu chuyện rất là thú vị là Linh thì có một cái
mong ước là được kết nối nhiều hơn với các nhà trị liệu nghệ thuật có phông nền châu Á, bởi vì là ở bên Mỹ thì khi mình học ở đấy thì mình thấy là có rất nhiều người làm trị liệu nghệ thuật mà sống ở các nước Âu Mỹ rồi, nhưng mà không có nhiều người làm cái ngành nghề này mà lại là có cái phông nền hiểu biết về văn hóa châu Á, nên là Linh rất là mừng khi mà được được biết đến cô Olga, và ngay lập tức là đã mời cô Olga để mình cùng hợp tác và làm một cái buổi talk để chia sẻ. Và cũng rất mừng là cô lại rất là có nhiều kinh nghiệm và chiều sâu trong cái cuộc sống của mình về cái mảng sang chấn tâm lý, hay còn gọi trong tiếng Anh là psychological trauma. Thế nên là Linh cũng rất là mừng là WhoTech đã tạo điều kiện để cho Linh và cô Olga có mặt ở đây. Hiện tại thì Linh đang sống ở Hội An, nhưng mà cũng đi công tác thì khắp nơi trên đất nước, chủ yếu là gặp các thân chủ online và làm trị liệu nghệ thuật online. Thế nên là đây cũng là một mảng rất là thú vị, làm thế nào để làm trị liệu nghệ thuật online thì chắc mình sẽ có một buổi khác mình sẽ bàn về vấn đề này. Còn bây giờ thì Linh xin phép là sẽ giới thiệu, để cho cô Olga cô giới thiệu, tự giới thiệu về mình. Olga, would you like to introduce yourself a little bit? Yeah, sure, thank you Miss Linh. My name is Olga and my surname is Nguyen. And I'm an art therapist, and I'm also a certified trainer for Center of Nonviolent Communication, which is a international organization with headquarters in the US. Xin chào tất cả các bạn, tôi xin giới thiệu, tôi là tên là Olga và họ của tôi thì là Nguyễn. Tôi là một nhà trị liệu nghệ thuật và đồng thời thì tôi cũng là một người được đào tạo về giao tiếp trắc ẩn. Và đây là một trung tâm có tiếng trên thế giới và có cái trụ sở chính thì là ở Mỹ. And I train the trainers and I mentor and supervise both nonviolent communication trainers and art therapists and trauma therapists. Yeah. Và tôi thì có kinh nghiệm đào tạo cũng như là hướng dẫn và những người điều phối cũng như là những người có khả năng điều phối về giao tiếp trắc ẩn cũng như là cả các nhà trị liệu chuyên viên về trị liệu nghệ thuật nữa. And Ms. Lynn asked me to say a few words about my family background. My family is from all over. Cô Linh thì có mời tôi là chia sẻ về cái phong nền văn hóa của gia đình tôi. Thực ra là gia đình tôi thì đến từ rất nhiều nơi ở trên thế giới. Just right now, I'm in the UK, in the northern part of the UK, West Yorkshire, where I lived maybe for most of the last 20 years. And this is where my husband is from, and my kids grew up, and his family is from. Hiện tại thì tôi đang sống ở phía bắc của nước Anh, và đây là nơi mà chồng tôi, đây là quê của chồng tôi, và cũng là nơi mà tôi đã sống được 20 năm rồi, và đây cũng là nơi mà con cái tôi sinh ra và lớn lên. Before that, maybe before the last 2 years, we spent about 4, maybe more years in Vietnam, in Ho Chi Minh City, where half of my family is from. Vietnam, not Ho Chi Minh City. My Vietnamese side of the family is also from different parts of Vietnam. Cách đây 2 năm thì tôi và chồng tôi thì có sống cùng nhau 4 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, và đây thì là cái nơi mà hầu hết là các những người gia đình phía Việt Nam của tôi thì họ cũng đến từ rất là nhiều nơi ở Việt Nam. Before that, I grew up first in what was Soviet Union and what is now Russia. Trước đó thì tôi sinh ra và lớn lên ở Liên Xô cũ, hay còn gọi bây giờ còn gọi là nước Nga. This is a part of Russia where a lot of people speak Ukrainian and are ethnically Ukrainian. So that's my grandma and granddad's part of the family, the Cossacks. Ở cái vùng đó thì là cái vùng mà khá là gần Ukraine, và xét về mặt tộc người thì họ vừa nói tiếng Ukraine và họ cũng là người Ukraine, và đây cũng là cái nơi mà ông bà của tôi họ sinh ra ở đó, họ đến từ đó.
So that's how I speak both Russian language and Ukrainian language. I wish I could speak Vietnamese at least as good as I can speak Ukrainian, for example. Và tôi thì có khả năng nói được cả tiếng Nga lẫn tiếng Ukraine. Tiếng Việt của tôi thì không được tốt cho lắm. And so I suppose having such different background, and knowing different cultures, some more, some less. I traveled a lot for my work internationally, and I supported different people internationally in person and online with trauma therapy, including art therapy. And I guess I've been very lucky like that. And I'm happy to be here. Và tôi thì tôi thấy mình cũng có một cái may mắn là tôi được đi khám phá đi đến những cái vùng miền khác nhau ở trên thế giới này để làm cái công việc của mình, và tôi được tiếp xúc với những cái phong nền văn hóa khác nhau rất là đa dạng, và được làm việc cả online lẫn trực tiếp với những nhà trị liệu về sang chấn tâm lý nữa, thì tôi đoán đây là một cái sự may mắn của mình. That's about it for me. But if you want me to add anything, Ms. Lynn, or any questions, please ask. But that's about it as Tôi nghĩ I'm là tôi chỉ giới concerned. thiệu mình đến đây thôi. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thêm thì đừng ngại gõ vào khung chat nhé. Em cảm ơn phần chia sẻ, phần giới thiệu của cô Olga. Và để mở đầu cho buổi chuyên đề ngày hôm nay, em xin được phép kính mời thầy Nguyễn Quốc Anh, trưởng khoa của khoa khoa học xã hội và văn hệ công chúng có đôi lời phát biểu ạ. Em xin kính mời thầy. Dạ, xin chào cô Olga, xin chào các thầy cô và tất cả các em sinh viên. Thì để ngắn gọn cho cái chương trình thì cái chủ đề là về nghệ thuật và sáng tạo. Đây là một cái chủ đề rất là hay, tại vì cái nghệ thuật sáng tạo, đặc biệt là trong nghệ thuật thì những cái giá trị của nó thì là ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà để ứng dụng cái nghệ thuật sáng tạo vào trong cái việc mà phục hồi tâm lý thì đây là một cái chủ đề rất là hấp dẫn và đặc biệt có ích với lại những cái em sinh viên học ngành tâm lý của trường Đại học Hưu Tech. Cũng xin gửi lời chào đến cô Hương Ninh, host ngày hôm nay. Chắc nhà cô dịch dùm vài ý dùm cho cô cô anh ra. Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ. Em sẽ dịch vào trong khung chat ạ. Vâng, thầy có thể tiếp tục nói hoặc là Vâng, dạ kính thưa cô Olga với lại cô Hương Ninh và các thầy cô, các bạn sinh viên thì bản thân tôi thì giờ là tôi đang đang di chuyển ở trên trên đường đi, đang lái xe. Nhưng mà hồi nãy thầy Đăng Thảo thì cũng có báo trước nhưng mà tại vì có công việc họp xong rồi cái ra trễ và cũng nói với lại thầy Đăng Thảo rằng là giờ ráng sao đợi thầy khoảng 5 phút. Tại vì rằng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là hay và đặc biệt nhất là có cô Olga đã dành cái thời gian rất là quý báu để mà lên chia sẻ cho các bạn sinh viên. Cho nên rằng là nhất định là phải được lên để mà cảm ơn cô Olga là một, cảm ơn cô Hương Ninh là hai. Hai cô chắc chắn là sẽ có những cái lời tâm huyết để mà chia sẻ các bạn sinh viên. Ngày hôm nay ở trong này cũng có thầy Phạm Văn Sĩ là phó trưởng khoa cũng cũng có mặt và cô Bích Phượng là trưởng ngành tâm lý cũng có mặt. Có thầy Đăng Thắng và các thầy cô khác thì hy vọng rằng là các thầy cô sẽ cùng cô Olga cùng các bạn sinh viên sẽ tạo ra một cái buổi giao lưu hết sức là có ý nghĩa và có giá trị cho các bạn sinh viên. Và lời cuối cùng xin một lần nữa xin đặc biệt cảm ơn cô Olga đã đến với lại thầy trò của ngành tâm lý học. Cảm ơn cô Hương Ninh đã dành thời gian để mà hỗ trợ cô Olga để chia sẻ những cái bài bài học hay cho các bạn sinh viên. Cảm ơn tất cả các thầy cô và cảm ơn các bạn sinh viên và cảm ơn tất cả các vị khách có mặt ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. dạ
Dạ vâng, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy Nguyễn Quốc Anh ạ. Và để tiếp tục cho chương trình thì ngay sau đây thạc sĩ Olga Nguyễn sẽ bắt đầu chia sẻ màn hình và phần chính của buổi chuyên đề của ngày hôm nay. Và cùng với sự đồng hành của thạc sĩ Nguyễn Hương Linh sẽ xin được phép bắt đầu. Xin trân trọng, kính mời. So Olga, you can take it away from here. Thank you so much. Thank you. Okay, I'll share my slides. Let me. Okay, technology is my challenge. I'll try my best. Okay. Công nghệ không phải là cái mảng mạnh của tôi nên nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Relief, it works. That's a big exhale. I can't see any of you, so please, if something is urgent, I invite you to write in the chat and Miss Linh can tell me in voice. Rất tiếc là tôi không thể nhìn thấy được các bạn trong khi mà tôi chia sẻ màn hình, nên là nếu mà các bạn có suy nghĩ cảm xúc gì thì xin vui lòng gõ vào khung chat và cô Linh thì sẽ thu thập và chia sẻ với tôi. And this is the picture of my last in-person training in this method in Asia, in Kuala Lumpur and Malaysia before the pandemic. And you can see the class at the last moment. Đây là cái bức ảnh về cái khóa training, cái khóa đào tạo trực tiếp offline cuối cùng mà tôi thực hiện ở châu Á trước khi đại dịch COVID xuất hiện, và nó là ở Kuala Lumpur. Yes, so today to go to logistics, so basically we'll need a pen and paper for 15 minute exercise, any pen and paper or any other art supplies you want to use. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một phần trải nghiệm, nên là mời các bạn là mình chuẩn bị giấy này và bút này hoặc là bất kỳ cái họa phẩm nào mà các bạn có. And I also want to say that the purpose of this session today is information, a little bit of a taster, and it is not intended as a replacement for therapy or counseling. Và tôi cũng muốn chia sẻ rằng là mục đích của cái phiên làm việc ngày hôm nay thì nó mang tính giáo dục, mang tính chia sẻ thông tin. Chúng ta sẽ không dùng cái phiên này để thay thế cho bất kỳ cái hình thức trị liệu nào. Because the topic today is trauma, you might notice, maybe some of you, that you feel some intense feelings, even though we tried to make it with trigger warnings. Các bạn biết đấy, hôm nay chúng ta nói về một cái chủ đề là tổn thương tâm lý hay còn gọi là sang chấn tâm lý. Thì chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để đưa cho các bạn những cái cảnh báo về cảm xúc khó khi mà chúng ta có thể. So I invite you to please look after yourselves. So if you hear something and you feel like you need a moment to breathe, because different people have different reactions, it's okay. Then you can write pause in the chat and I'll ask either our moderator, Ms. Linh, to tell it in voice to me, because I can't see the chat. Và tôi mời các bạn là hãy chăm sóc cho mình. Nếu mà các bạn cảm thấy có những cái cảm xúc khó nó khơi lên thì hãy dừng lại, pause lại một chút, dừng lại một chút để mình có thể hít thở và cũng có thể gõ vào khung chat cái chữ pause và cô Linh thì sẽ chuyển lại cho tôi ạ. And also if there are other things that you find helpful, feel free to do what you need to do, like there's a picture of the cup of tea. If you need to do other things to take care of yourselves, including leaving this session, please take care of yourselves. Và nếu như mà có những cái việc gì khác mà các bạn có thể làm để chăm sóc cho bản thân mình thì các bạn cứ làm, cứ tự do làm. Ở đây thì tôi có một cái ảnh, một cái ly trà ở đây. Và các bạn hãy biết rằng là nếu mà mình cần phải rời cái phiên này thì mình luôn là có thể quay lại để nghe cái bản recording về sau ạ.
so much. And I'll flip through the next slides because they're like introduction. Yeah, I'm very grateful to Mr. Tao and Hutek for this opportunity and to Ms. Ling for organizing and guidance and feedback and co-creation. Yeah, tôi sẽ đi nhanh qua những cái slide này thôi bởi vì là tôi đã giới thiệu bản thân mình rồi. Tôi rất là biết ơn thầy Thảo đã tạo cái cơ hội này để tôi có mặt ở đây. Và tôi cũng cảm ơn cô Linh đã giúp là sắp xếp và có những cái chỉ dẫn, những cái phản hồi để có thể cùng nhau tạo ra cái phiên làm việc này. And I'll leave through the other slides just about me and Ms. Ling so you can see it later and I'll start with the content. Vâng, tôi sẽ bỏ qua những cái slide về tôi và cô Linh vì chúng tôi đã giới thiệu mình rồi. Tôi sẽ bắt đầu bằng cái slide này ạ. So, I'd like to talk to you about art therapy and how we can use it in difficult times. And it's quite normal to have difficult times. World Health Organization tells us in its 2019 statistics that 70% of world population experience at least one traumatizing event in their lives. Vậy thì cái việc mà ứng dụng trị liệu nghệ thuật cho những cái hoàn cảnh hoặc là những cái đợt khủng hoảng khó khăn ở trong cuộc sống của chúng ta nó là như thế nào? Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì họ đã đưa ra một cái số liệu vào năm 2019 đó rằng đó là 70% dân số thế giới thì đã trải qua ít nhất là một cái sự kiện mang màu sắc của sang chấn trong cuộc đời họ. Thank you. And the next bit I'd like to talk about is what is art therapy and where it came from. But before I go to the next slide, there's a trigger warning because Second World War and Holocaust are mentioned. So you can either switch off the sound if you don't want to hear about it, and then we'll ask the moderator to write that trigger is over in the chat maybe. Và trước khi đi vào những cái slide tiếp theo để giải thích là trị liệu nghệ thuật là cái gì và nó có thể giúp như thế nào thì tôi cũng muốn cảnh báo với các bạn ở đây về cảm xúc khó, đó là tôi sẽ nói về Thế chiến thứ hai cũng như là nạn diệt chủng người Do Thái. Và người điều phối cái phiên ngày hôm nay thì họ sẽ gõ vào khung chat khi mà cái phần khơi gợi cảm xúc khó đã kết thúc rồi. Thank you. Okay, so what is art therapy? And this is a picture of one of my clients. So before I start with the history, there's the Wikipedia definition. So art therapy is this discipline that incorporates creative methods of expression through visual art media. And art therapy is a creative art therapy profession originated in the fields of art and psychotherapy and may vary in definition. Thế thì art therapy hay còn gọi là trị liệu nghệ thuật ở trong tiếng Việt nó là cái gì? Thì đây là một cái bức ảnh của một trong những học sinh hoặc là thân chủ của tôi ở trong một cái khóa học ở Malaysia. Thì theo Wikipedia ấy, thì họ định nghĩa trị liệu nghệ thuật là một cái phương pháp rất là riêng biệt mà nó ứng dụng những cái phương pháp về sáng tạo của sự biểu đạt qua những cái phương tiện nghệ thuật, qua những cái phương tiện chất liệu nghệ thuật thị giác. Trị liệu nghệ thuật thì nó cũng là một cái nghề nghiệp trị liệu bằng phương pháp sáng tạo chuyên nghiệp và nó có nguồn gốc từ những cái ngành liên quan đến nghệ thuật lẫn là trị liệu tâm lý và có thể có rất là nhiều những cái định nghĩa khác nhau. So in the picture again, you can see in one of my courses in Kuala Lumpur in Malaysia that people use pastels and big pieces of paper to explore their thoughts and emotions. But people also use other media like paint, clay, sand, fabric and other things. Trong cái bức ảnh này thì nó là một cái khóa học của tôi ở Kuala Lumpur ở Malaysia thì các bạn có thể thấy là cái người trong ảnh thì họ đang dùng một cái viên sáp dầu hoặc là một cái viên phấn pastel để khám phá cái cảm xúc của họ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có rất nhiều chất liệu khác có thể sử dụng trong phiên trị liệu nghệ thuật, ví dụ như là sơn này hay là vải vóc. Rất là đa dạng. Thank you. And here you can see the person, the portrait is of Friedel Dieker Brandes. She's a famous artist who graduated from Bauhaus in Germany.
Ở trong bức ảnh này thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của bà Friedel Decker Brandes, và bà thì là một nghệ sĩ, đã từng là một nghệ sĩ, và bà tốt nghiệp từ trường nghệ thuật Bauhaus ở Đức, và bà thì là một trong những người mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn tiếp theo đấy. Friedel lived during the time of the Second World War, and she and her husband were Jewish. Bà thì sinh sống ở trong cái thời Thế chiến thứ hai, và chồng của bà lúc đó thì là một người Do Thái. And unfortunately, her husband got sent to a concentration camp called Terezin. And even though Friedel could leave and be safe in Palestine, she had the documents, she followed her husband to concentration camp. Và chồng bà thì được bị bắt phải đi đến một cái trại tập trung của Đức Quốc xã ở được gọi là Terezin, và Friedel thì bà đã có những cái gọi như là những cái giấy tờ để bà có thể đi lánh nạn ở Palestine, nhưng mà bà đã quyết định là không đi và quyết định là gia nhập với các chồng mình và đi đến cái trại tập trung đó. And as she went, she packed two suitcases with art supplies, paper and different art supplies, and she said to her husband, "There must be children there. I will do art with children." Và khi mà bà gói đồ để đi thì bà đã gói hai cái vali đầy họa phẩm gồm giấy và những cái họa cụ khác nhau, và bà nói với chồng rằng là chắc chắn là thế nào cũng có trẻ em ở Terezin, và em muốn là được sáng tạo cùng với cả lũ trẻ. And indeed, there were children who were taken away from parents. There was a separate boys' house and girls' house, and Friedel did a lot of drawing and painting with the children. Và quả thực là như vậy, đã có rất là nhiều những đứa trẻ mà nó phải rời xa vòng tay của cha mẹ, và Friedel thì đã dành rất là nhiều thời gian để vẽ và làm các hoạt động hội họa với các chúng. And Friedel managed to hide and save thousands of works of her students from that period. And they're actually now, if you go to Terezin, which is now in Czech Republic, you'll see those pictures on display. And actually, some of my students from the art courses, they have been there and they have seen them. Và bà đã thành công trong cái việc là giấu và lưu trữ hàng ngàn những cái tác phẩm hội họa của học sinh của mình ở trong cái thời kỳ đó, và những cái tác phẩm đó đang được trưng bày ở một cái bảo tàng ở cái nơi mà gọi là Terezin, cái khu vực Terezin đó. Và thực ra là rất là nhiều những cái học sinh đã học hội họa của tôi thì đã có cái cơ hội để đi đến ghé thăm cái bảo tàng đấy. Unfortunately, and it's very sad, Friedel didn't save much of her own work from that period, and she didn't save herself. She went with her students into the gas chambers and she died. Và cũng rất là đáng buồn đấy là Friedel thì không thể lưu trữ được những cái tác phẩm của mình ở trong thời kỳ đó, và cũng đáng tiếc là bà cũng không thể cứu được bản thân mình, và bà đã cùng với học sinh của mình bước vào những cái lò ngạt và đã chết. On the other hand, fortunately, here you can see one of her students who was maybe a teenager, young adult during the Second World War. And she followed Friedel and studied with her. And then this one, Dr. Edith Kramer, she managed to survive by moving through the USA to the USA. Nhưng một mặt khác thì có một cái tin vui, đó là một trong những học sinh của Friedel lúc đó thì chắc là chỉ tầm tuổi teen thôi, là Edith Kramer, thì đã sống sót và sau đó thì chuyển đến Mỹ sinh sống và trở thành một cái trong những cái người đầu tiên gọi là cho ra đời trị liệu nghệ thuật. And so Dr. Kramer became one of the first art therapists. And in fact, she set up the first university course in art therapy. Tiến sĩ Edith Kramer thì đã trở thành một những nhà trị liệu nghệ thuật đầu tiên và bắt đầu chuẩn bị một cái khóa học trị liệu nghệ thuật đầu tiên ở một cái trường đại học.
And I imagine that from that first course in the US, the formal art therapy education from all formally qualified art therapists in the world come, including maybe me and including maybe Miss Ling. Và tôi hình dung là từ đó mà những cái khóa học đào tạo chính quy về trị liệu nghệ thuật mà nó được sinh ra và nó được chảy trôi từ đó, bao gồm cả cái giáo dục mà tôi và cô Linh ở đây được hưởng thụ. And I was very lucky to study for some of my art journey with Yelena Makarova, who's an artist, art therapist, museum curator and book author. And she grew up and worked first in Soviet Union, but then long time ago she moved to Israel and she lives and works in Israel and online. Tôi rất là may mắn là được học hội họa, học nghệ thuật với Elena Makarova. Đây là người mà đã có cái cơ hội thực hiện một số những cái triển lãm của Friedel và viết một cái cuốn sách về bà. Elena thì sinh ra và lớn lên ở Liên Xô cũ và sau đó thì chuyển đến Israel và bây giờ thì đang đang dạy nghệ thuật ở châu Âu. Well, it's a very interesting story because even before I started, some years before I started my formal art therapy education, Yelena actually contacted my husband, who's a translator into English, to translate her book from Russian into English about Friedel. She's like a leading world specialist on Friedel, and she did a lot of museum exhibitions of her, wrote a book on her. Rất là thú vị, đấy là trước một vài năm trước khi mà tôi đã được đào tạo chính quy về trị liệu nghệ thuật ấy, thì Elena đã tìm đến chồng tôi bởi vì chồng tôi là một dịch giả và đã nhờ anh ấy là dịch cái cuốn sách của cô ấy từ tiếng Nga sang tiếng Anh. Và Elena thì đã thực hiện rất là nhiều những cái triển lãm ở bảo tàng về Friedel. So that's basically, you know, art therapy and its history. In a nutshell for you, and if you have any questions about it, something doesn't make sense, you can write them in chat and then we'll answer them with questions and answers. Vâng, thế vừa rồi thì tôi mới tóm gọn lại cho các bạn một chút về cái lịch sử của ngành trị liệu nghệ thuật. Nếu mà có cái điều gì mà các bạn thấy nó khó hiểu và muốn hỏi thêm thì các bạn có thể gõ vào khung chat ạ. Thank you. And here, like, after having talked about what is art therapy, I'd like to talk to you about what is trauma. Sau khi mà tôi đã giới thiệu về trị liệu nghệ thuật rồi thì bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bạn một chút về sang chấn tâm lý. Trong cái bài này thì Linh sẽ dịch đôi khi sẽ dùng là tổn thương tâm lý và đôi khi sẽ dùng là sang chấn tâm lý. Đối với Linh thì cả hai cái từ này nó không quá khác nhau. So trauma actually is any overwhelming experience. It might be one of, like, I don't know, maybe a scary experience with a dog for a child. Or it might be ongoing, like a big thing, like Second World War for Friedel and her students. Sang chấn thì có thể hiểu nó như là những cái trải nghiệm mang tính choáng ngợp. Nó có thể diễn ra một lần hoặc có thể là diễn ra nhỏ giọt thường xuyên. Nó có thể là những cái trải nghiệm mà khó tiêu hóa cho cơ thể của chúng ta. Đó cũng có thể là ví dụ như là một cái trải nghiệm như là một lần bị chó cắn đối với một đứa trẻ, hay là những cái trải nghiệm lớn hơn như là thế chiến lần thứ hai, giống như là những cái gì mà Friedel đã và học sinh của cô ấy đã phải trải qua. So for me, I like the analogy of life experience as a meal, and sometimes we can eat a big meal, but sometimes we can't digest it and our stomach hurts, so we feel bad after eating something. Và tôi thì thường dùng một cái hình ảnh ví von, đó là mình mường tượng như là một cái khay thức ăn. Đôi khi thì chúng ta có thể ăn một cái khay thức ăn rất là bự, nhưng mà đôi khi thì chúng ta không thể, và hoặc là chúng ta ăn rồi nhưng mà chúng ta rất là khó tiêu hóa và dẫn đến chuyện là chúng ta bị đau bụng. So then maybe, you know, when you feel bad, you can't digest something. You do something, you maybe take some medicine and you feel better. And that's the case with art therapy and trauma therapy. It's something that helps you to feel better when something is not digestible.
À, và khi mà chúng ta đau bụng thì có thể là chúng ta uống thuốc đúng không ạ, để cho chúng ta cảm thấy khá hơn. Thì trị liệu nghệ thuật cũng có thể hiểu như là việc dùng thuốc, đó là một cách để giúp cho chúng ta tiêu hóa những cái gì mà trước đây chúng ta khó tiêu hóa. Okay. Okay, and so I teach a whole neurobiology-based year-long course for trauma therapists, and there's no way I could tell you everything like about neurobiology of trauma in this short time, so I'll just say very, very briefly. À, các bạn biết không, tôi dạy một cái khóa học về thần kinh học, tức là cái khía cạnh thần kinh sinh học của sang chấn tâm lý cho các nhà trị liệu mà làm việc với sang chấn tâm lý, kéo dài tận 1 năm trời. Thế nên là không thể nào mà tôi có thể gói gọn cả cái khóa học đấy trong chỉ cái buổi ngày hôm nay. Thế nên là tôi sẽ chỉ chia sẻ rất là ngắn gọn thôi ạ. So here on this picture, you can see the model by Dr. Daniel Siegel, the author of the book Mindsight and many other books. And it's called The Brain in the Palm of Your Hand. And I will use it to explain how trauma is stored in our brain. Ở đây thì trong cái hình ảnh này các bạn có thể thấy được một cái mô hình bàn tay. Thì đây là cái mô hình được sáng tạo bởi Daniel Siegel, và ông thì có một cái cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt tên gọi là Tâm Thức. Thì có thể hiểu là cái mô hình bàn tay này nó như là một cái sự minh họa cho bộ não của chúng ta. Thank you. And if you do like that, like in the picture with your hand, you know, the fingers on the top that you see painted in green, they're neocortex. À, bây giờ các bạn có thể làm cái tay như như thế này ạ, như trong hình ạ, thì các bạn sẽ thấy là cái phần màu xanh này nó được gọi là cái phần neocortex, hay là trong tiếng Việt thì có thể dịch là tân vỏ não. And it is our thinking, logical, verbal brain. As you are listening to this presentation, it's your neocortex that helps you to understand the words. Đây là cái phần mà chúng ta làm những cái việc như là suy nghĩ này, hay là đưa ra những cái logic này, hoặc là chúng ta trò chuyện chẳng hạn. Thế thì trong khi mà các bạn đang ở đây và lắng nghe cái bài chia sẻ này, thì đấy chính là cái phần tân vỏ não này của các bạn nó đang được hoạt động, và nó giúp các bạn làm cái việc tiêu hóa thông tin. So neocortex is also the part of the brain that stores our memories that are not traumatic, and there's a special part of it called hippocampus where non-traumatic memory goes. Và cái phần tân vỏ não này nó cũng làm một việc nữa, đấy là nó lưu trữ những cái ký ức mà nó không mang cái màu sắc sang chấn. Ngoài ra thì cũng có một cái phần khác của vùng tân vỏ não này, đó là cái hồi hải mã. Và cái hồi hải mã này thì nó cũng giúp cho chúng ta lưu trữ những cái ký ức. And so there's another trigger warning because I'll use the example of a child being scared by the dog. So if you don't like dogs or you feel like you might be triggered, you can switch off the sound and switch it back on when the moderator writes the trigger is over in the chat. Ở đây thì tôi cũng đưa ra một cái cảnh báo khơi gợi cảm xúc khó. Tôi sẽ nhắc đến những cái trải nghiệm liên quan đến việc là bị chó làm cho sợ hãi chẳng hạn. Nên nếu bạn nào mà sợ chó thì có thể là chăm sóc cho mình và không nhất thiết là phải ở đây lúc này. So, okay, trigger started. Imagine that there's a child walking down the street, and there might be a dog that jumps and barks at the child unexpectedly, and the child jumps too and maybe shouts like, "Oh!" Bây giờ các bạn cứ mường tượng là một đứa trẻ nó đang đi dạo ở trên phố, và một con chó thì bỗng dưng ở đâu nhảy sổ ra và bắt đầu sủa, và đứa trẻ thì rất là sợ hãi và nhảy lên và có thể là đang kêu a. So, maybe a kind adult comes and helps the child to walk safely, and it's not trauma. So then the memory will go into hippocampus in neocortex. Có thể là đâu đó có một người lớn nào đấy rất là tử tế đến bên cạnh cái đứa trẻ và xoa dịu cho đứa trẻ đấy, và giúp nó đi qua cái trải nghiệm đấy một cách an toàn. Vậy thì có thể là cái trải nghiệm của đứa trẻ nó sẽ được lưu giữ ở cái hồi hải mã mà chúng ta vừa nhắc đến.
And so maybe then the child walks down the street many years down the line and remember, and the memory goes like, I was 7 years old. I was walking home from school. The dog jumped out and barked at me. I jumped up and got scared. And then this kind adult helped me to get back home safely. Và sau này khi cái đứa trẻ nó lớn lên rồi, có thể nó đi qua cái khu vực đấy và nó có thể kể một cách rất là rành rọt rằng là à hồi đấy chúng tôi 7 tuổi này, và lúc đấy là đang đi từ trường về nhà và có cái con chó nó nhảy ra và nó sủa. Và tôi thì nhảy dựng hết cả lên và rất là sợ, và có một cái người lớn tử tế đã ra hỗ trợ cho tôi. Thì đấy chính là cái ký ức ở trong cái vùng hồi Hải Mã. So this is called this way of storing memories. We know where we were, how old we were, and we know it is over. It is called explicit memory storage. Thế vậy thì cái trải nghiệm này nó được ghi nhớ một cách rất là rõ ràng. Cái người đấy nhớ là họ bao nhiêu tuổi này, nhớ chuyện gì đã xảy ra, và quan trọng là họ nhớ được rằng là cái chuyện đấy nó đã kết thúc. Và đây nó được gọi là ký ức minh bạch, hay là trong tiếng Anh thì mình gọi là explicit memory. Thank you so much. And then I'd like to tell you what happens if it's very scary and there's no one to help, and maybe child experiences as traumatic. Nhưng mà trong một cái bối cảnh khác thì cũng có thể đứa trẻ không có ai giúp đỡ cả, và đứa trẻ trở nên rất là sợ hãi, và cái ký ức đấy thì nó lại trở thành là một cái ký ức sang chấn. Then the memory storage that is used is implicit memory. So maybe, you know, a dog bites or a child is alone, and the memory gets written into this yellow orange part on the poster called limbic system. Có thể là đứa trẻ nó bị con chó cắn này, hoặc là không có ai ở đấy để hỗ trợ cho đứa trẻ. Đứa trẻ rất là một mình, thì cái ký ức đó có thể nó sẽ được lưu vào cái phần màu cam mà các bạn thấy ở trong hình đấy ạ, cái vùng ngón tay cái đấy ạ. Và nó sẽ trở thành cái ký ức gọi là tiềm ẩn, hay còn gọi là implicit memory. Thank you. And the part of limbic system that stores traumatic memories is called amygdala. Và cái vùng màu cam vừa nãy tôi nhắc đến thì nó gọi là hệ hệ limbic, và cái vùng ở trong hệ limbic mà lưu trữ cái ký ức tiềm ẩn này thì nó được gọi là amygdala. So, if it's traumatic event, then this child might walk down the street, the same street, maybe a few years later and feel uneasy, or they might avoid walking down the street. Và khi mà cái ký ức nó được lưu và nó trở thành một cái ký ức tiềm ẩn, cái sự kiện nó bắt đầu mang cái màu sắc của sang chấn ấy, thì có thể sau này vài năm sau khi cái đứa trẻ nó quay lại cái khu vực đó thì hoặc là nó có thể cảm thấy những cái cảm giác khó chịu. And also the child might be uncomfortable around the dogs and avoid dogs. Even the dogs are very tiny or quiet or well-behaved. Và thậm chí là đứa trẻ nó có thể là cố gắng, nó có thể cảm thấy rất là khó chịu với tất cả các loại chó nói chung, bất kể là nó là con chó nhỏ như thế nào thì chăng nữa. And at the worst, there even might be like a flashback. Maybe like there's a trigger, like dog barks or somebody talks about dogs, and the now grown up child might experience like very intense feelings, like fear or anger or something, or the body might just feel uncomfortable and tense, or even maybe physical symptoms like sickness or headache or something. Và có thể có những cái trải nghiệm còn tệ hơn nữa, đấy là khi cái đứa trẻ đấy sau này nó có những cái hồi tưởng, hay còn gọi là flashback, nó quay lại khi mà chỉ cần là nghe thấy cái tiếng một con chó nào đó bất kỳ, hoặc là nghe thấy ai đó nói về một cái câu chuyện về một con chó chẳng hạn, và cơ thể của cái người đó có thể là rất là căng cứng lên, căng thẳng, và bắt đầu có những cái biểu hiện trên thân thể hiện cái sự căng thẳng đó. So if the feelings are very intense, when you see like 500 grams, tiny, tiny chihuahua, but you have intense feelings, you know,
Then that's one clue that there's trauma, feelings that are more intense than the situation. Và cái đứa trẻ đấy nó có thể cảm thấy cái cường độ của hoặc là cái sự kích hoạt nó rất là lớn, ngay cả khi mà cái đứa trẻ đấy gặp một cái con chó mà có thể rất là nhỏ như là chó Chihuahua, nó chỉ có 5 lạng thôi chẳng hạn, thì cái phản ứng của cái đứa trẻ đấy nó cũng rất là nhiều lần nó lớn hơn là cái hoàn cảnh thực tế. And another clue is that we avoid some situations around which we have trauma. And this makes sense because in theory it should help us feel safer. Và đó thì nó là một cái phản ứng rất là tự nhiên để chúng ta giống như là chúng ta bảo vệ mình và để cảm thấy an toàn hơn. And so limbic system keeps us safe, but it also doesn't have the sense of time. It doesn't know that we grew up and now we can protect ourselves from dogs or run away very fast or call for other people to help. Vậy thì cái hệ limbic này ấy, nó làm một cái việc là nó giúp cho chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng mà nó lại không có cái sự có cái khả năng phân biệt được về mặt thời gian, về mặt dòng thời gian. Thì, nếu mà nó gặp mà nếu mà chúng ta gặp một con chó 70 cân hay là một con chó 5 lạng thì nó cũng coi đó như là cái sự cái nguồn nguy hiểm, và nó cũng không biết được rằng là chúng ta đã lớn lên rồi, chúng ta đã trưởng thành và có cái khả năng bảo vệ mình khỏi việc bị chó tấn công. And so yeah, so the trigger is over. I won't be mentioning dogs. Rồi bây giờ hết hết cái vô phần mà có thể kích hoạt cảm giác khó rồi ạ. The good news, if you look at the poster, if you have any kind of therapy, including art therapy, the therapist supports you in processing body sensations and feelings and anything related to the event. It's like on this chart, you go up the steps in the house, you know, from that part where the implicit memory is stored, to the top part of the house, to the neocortex, and you rewrite it into explicit memory. Có một cái tin vui đấy là nếu mà bạn đang tham dự những cái gọi là hình thức trị liệu, có thể là trị liệu bằng lời nói hay là trị liệu nghệ thuật hay là những cái phương thức khác ấy, thì cái nhà trị liệu có thể hỗ trợ chúng ta trong cái việc là xử lý những cái cảm giác ở trên thân liên quan đến cái sự kiện mà mang cái màu sắc của sang chấn đó, và chúng ta có thể viết lại cái sự kiện sang chấn đó bằng cách là đưa những cái ký ức tiềm ẩn từ cái hệ limbic của chúng ta và đưa nó lên cái phần trên này, tức là cái phần mà chúng ta có thể bắt đầu là hợp lý hóa cái sự kiện đó và khiến cho nó trở thành là bớt mang cái tính sang chấn hơn đi. And so just for completeness sake, because you can see three colors on the poster, the third color, the bottom part in this model is what we call brainstem. Ở đây thì tôi cũng chỉ muốn là giải thích thêm để cho nó trọn vẹn thôi. Đấy là cái phần màu đỏ mà các bạn thấy ở cái phần bên ngón tay cái này, thì nó là cái phần gọi là chân não, thân não, brainstem. And so it thanks to it we can breathe, maintain blood pressure even when we're asleep. So this is the part that does the processes that we don't think about. We don't think like, okay, I'm going to be asleep, but I'm going to set my blood pressure to be going at that level. We don't think about it. Brainstem does it for us. Okay. Và nhờ có cái phần này mà chúng ta có thể thở cũng như là duy trì cái nhịp thở, duy trì huyết áp của mình mà không cần phải ra lệnh cho não, và ngay cả khi mà chúng ta đang ngủ, chúng ta không cần phải nói với não là cần phải làm cái gì, thì nó vẫn làm rồi. Thì đấy chính là nhờ cái phần này đấy ạ. Okay, so this is, I hope it makes some sense to you. I'm very grateful for Ms. Lynn for translating this complex technical stuff. But if you have some questions about it, please write it in the chat and we'll answer them in questions and answer sessions to our best ability. Và tôi hy vọng là những cái gì tôi vừa giải thích thì nó hợp lý với các bạn, và nếu mà các bạn có những câu hỏi mà hoặc là những cái chia sẻ gì đó thì mời các bạn chia sẻ trong khung chat ạ. Okay, and
I've talked for quite a long time, and what I want to do, just for the sake of balance, is to offer you a drawing exercise. À, tôi nãy giờ tôi nói nhiều quá rồi nên là bây giờ tôi muốn cân bằng đi một chút bằng cách là tôi sẽ được có một cái phần trải nghiệm và tôi sẽ hướng dẫn các bạn khoảng 15 phút ạ. Thank you. And I'll stop sharing my slides. I'll try and share my second screen with you. Okay, stop. Tôi sẽ dừng chia sẻ cái slide này của mình và sẽ chia sẻ cái camera số 2 của tôi. Các bạn sẽ có thể thấy cô Olga vẽ. Và các bạn hãy chuẩn bị giấy và bút luôn ạ. Okay, I'll try and share the second screen and I hope. Is the sound okay or is there echo? I can see it now. It seems okay. Fine. Okay. Mai Hương có thể pin cái camera số 2 của cô nhé. À dạ vâng ạ, em sẽ pin lên ạ. Chờ em xíu. Okay, this is where you need your paper and your pen. Any kind of paper, any kind of pen is okay. Các bạn sẽ cần giấy và bút ạ. Giấy nào cũng được và bút nào cũng được ạ. This is the exercise. We'll do for about 10-15 minutes. I invite you to draw together with me, step by step. I do the step, you do the step. Phần này thì sẽ khoảng 10 đến 15 phút và tôi mời các bạn là mình cùng vẽ với nhau. Tôi vẽ và các bạn cũng vẽ luôn ạ. Also, if you want to see the whole process and then do it later, I'll probably leave 5 minutes at the end so that you can do it step by step. Và nếu mà các bạn muốn thì tôi có thể để thêm một chút thời gian ở phía cuối của cái phần này để các bạn có thể hoàn thành cái tác phẩm của mình. And I want to remind you to come back to our first slide. With this exercise, like with anything, you can stop at any time if something's uncomfortable, or don't do a step if it's not comfortable. Cũng giống như cái lúc mà tôi chia sẻ về slide lúc trước thì nếu mà có bất cứ cái giây phút nào mà các bạn cảm thấy nó khó khăn và khơi gợi những cái cảm xúc khó thì các bạn được quyền dừng bất cứ khi nào. I think that's about it, and we'll start. Chỉ thế thôi. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn nhé. And Miss Ling, please stop me if I forget to pause. Yes, I'm here with you. Okay. Okay. So Mai Hương ơi, chưa thấy pin cái phần camera số 2 của cô. Dạ, hiện tại thì là hình như là do cô Oga có quay bằng điện thoại ở nên là tụi em đang không có ghim được ạ. Lúc nãy ghim được mà. À dạ, tụi em đang xử lý lại. Nếu không thì các bạn có thể ghim được không ạ? Các bạn, dạ. Cô Oda có một cái tài khoản khác ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy tay và bút của cô thì các bạn có thể pin ghim vào ở trên màn hình thì mình sẽ nhìn thấy to ra. Dạ. Okay, yeah, Oga, here you go. Yeah, it's all right. Everyone can see the screen. Okay. Okay, first step, I invite you to think about something difficult that you have in your life. Not necessarily hugely difficult, not like lifetime trauma, but something moderately difficult maybe. Đầu tiên thì tôi sẽ mời các bạn mình thử nghĩ đến một cái khó khăn nào đấy ở trong cuộc sống và khó khăn nhỏ thôi ạ. Mình đừng nghĩ đến một cái gì mà nó mang cái màu sắc sang chấn lớn quá. Okay, and I'll pick up something like it's not traumatic and I can cope with it. Sometimes it's difficult. I'll say technology. I don't think of myself as a very technological person. Ví dụ như một cái khó khăn của tôi đấy là với công nghệ, tôi không cảm thấy mình là một người sành công nghệ lắm. Okay, so I'll write here technology. This is my difficult thing. Đây thì đây nó là cái khó khăn của tôi đấy ạ, về công nghệ ạ. Okay. And I invite you to draw like a frame on your piece of paper. This will be like, I don't know, your life. Và tôi mời các bạn mình vẽ ra một cái khung ở trên giấy ạ. Mình vạch ra một cái khung ở trên giấy. Yeah. And in this life, in this here and now, another step, I invite you to place yourself. If you don't know how to place yourself, I'll walk you through it next. Bước tiếp theo là tôi mời các bạn mình thử tìm một cái vị trí cho chính mình ở trong cái khung này. Nếu mà các bạn không biết làm như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp ở bước này ạ. Okay, so if you don't know where to place yourself, I invite you to breathe. Notice if you can feel your breathing.
If you can't, it's okay too. You can feel your feet on the floor, maybe on another surface. We just start with feeling our body. À, nếu mà các bạn không biết đặt mình ở đâu ở trong cái khung này thì tôi mời các bạn mình hít thở một chút nhé. Và mình nếu được có thể thì mình cũng cảm nhận chân của mình chạm đất chẳng hạn. And as we're breathing, I'd invite you to ask yourself, oh, where might I be in this frame? Where might it be on this piece of paper? Và tôi mời các bạn tự hỏi mình xem là mình sẽ ở đâu ở trong cái trên cái khung này hoặc là mình sẽ ở đâu ở trên cái tờ giấy này. And for some of you, it might be like, oh, I'm here, and you know the place, and you draw yourself there. Và một số trong các bạn thì có thể biết được là à mình ở đây và mình bắt đầu vẽ mình. Sometimes we don't know where we are. So then in this case, what I invite you to do is to hover your pen over this piece of paper and notice where your body relaxes, where you have deeper breathing or like you're more comfortable or happy. Và nếu như mà các bạn không biết mình ở đâu ấy thì mình thử cầm cái bút, mình hờ hờ cái bút ở trên toàn bộ cái khung này và mình thử cảm nhận xem là ở cái vị trí nào mà hơi thở của mình nó sâu hơn này và mình cơ thể mình bắt đầu thư giãn hơn thì mình hãy chọn cái điểm đó. And also, if you don't know what shape you are, if you're drawing with colored pencils or markers, what color you are, or what size you are, again, I invite you to hover your pen and notice where your body relaxes, what kind of shape, what kind of size. It's like that for me. Và nếu mà các bạn không biết là cái hình dáng miêu tả mình như thế nào thì tôi cũng mời các bạn mình thử cầm hờ hờ cái bút và sau đấy thì mình cũng xem là khi mà mình thư giãn, hơi thở của mình nó sâu hơn, cơ thể mình thả lỏng ấy thì có cái hình dáng nào mà nó hợp lý đối với các bạn. Okay, so now we have ourselves on the piece of paper. If you need to take more time, take more time. Now we'll be placing this difficult thing if it's something you're willing to do. To place this difficult thing, I invite you to again ask yourself, am I even willing to have this difficult thing on the same piece of paper with me? Or do I need to put another piece of paper and more distance between me and difficult things? Và bây giờ thì đến cái phần mình sẽ vẽ cái khó khăn của mình và tôi mời các bạn thử hỏi mình xem là mình có muốn là cái khó khăn đấy ở trên cùng cái mặt giấy này không hay là mình muốn nó ở trên một cái mặt giấy khác ạ. Và cái khoảng cách mà mình muốn giữa mình và cái khó khăn đấy là bao nhiêu thì các bạn cũng được quyền quyết định. But again, if we're willing to place it, if you're not willing, you can stop and just explore the next step. But if you're willing to place it, again, just hover your hand over a piece of paper and see where your body relaxes or whether you feel like, oh, that's where it is. And if you don't know what size or shape or color it is, again, just hover your hand and notice what it's like. And for me, it's something like that. It's bigger than me and it's something like rectangular. Ok, nếu mà các bạn thấy sẵn sàng để mà các bạn biết nó và sẵn sàng để đặt nó lên trên cái mặt giấy này rồi thì các bạn cứ làm. Còn nếu mà các bạn vẫn không biết ấy, thì các bạn lại làm như lúc nãy. Đấy là mình đặt bút hờ hờ và mình thử xem là khi mà hơi thở của mình nó sâu hơn, cơ thể mình thư giãn hơn thì cái hình dáng của cái khó khăn đấy trông nó như thế nào. Đối với tôi thì nó đây, đây chính là cái khó khăn của tôi về công nghệ đấy ạ. Nó bự hơn tôi rất là nhiều lần. Okay, so now as you're looking at yourself and the difficult thing, you might notice that you have some reactions or body sensations or something changed. You might have some thoughts. Maybe like when I'm looking at it, I feel like a lot of tension in my stomach and a lot of heaviness in my shoulders and like a lot of tension here in my face. Và tôi mời các bạn thử xem là cái phản ứng của cơ thể các bạn lúc này như thế nào. Đối với tôi thì tôi cảm thấy những cái căng thẳng ở trong bao tử của mình này, tôi thấy ở trên trên mặt của mình này và tôi thấy những cái áp lực ở trên vai. So then what I do, I invite those sensations to come into my drawing hand. I imagine that they travel into my drawing hand. And I invite my drawing hand to draw those sensations. Và tôi mời các bạn là cảm nhận những cái cảm giác đó và để cho nó chảy qua cái tay đang vẽ của mình ạ. À.
Đấy, như tôi ở đây thì tôi sẽ để cho nó chảy qua, tôi mường tượng là những cái căng thẳng đó, những cái cảm giác trên thân đề đó nó chảy qua tay tôi và tôi vẽ nó ra trên giấy. So here I just invite you again to notice how your hand wants to move, what kind of line or shape it wants to do, and just do that and notice if your body relaxes or your breathing gets deeper, you're on the right track. Và tôi cũng mời các bạn ở đây thử xem là tay mình nó muốn di chuyển như thế nào, nó muốn có những cái chuyển động như thế nào ạ. Và cứ để cho cái điều đó nó diễn ra. Nếu mà các bạn thấy hơi thở của mình sâu hơn hoặc là cơ thể của mình nó đang thư giãn thì thì là các bạn đang làm đúng đấy ạ. So next part is the part that a lot of people find helpful. We'll be drawing that which will help us with the difficult thing. Cái phần tiếp theo là cái phần mà rất nhiều người cảm thấy nó hữu ích. Và chúng ta sẽ tìm cái sự hỗ trợ cho chúng ta khi mà đối mặt với cái khó khăn này. Okay, so I invite you to think... who or what it is who could come and stand with you, or sit with you, or hold your hand. And for different people, it might be people like your favorite friend or family member, or like maybe a book hero or a Doraemon or whatever. Thế bây giờ tôi mời các bạn thử mường tượng xem là nếu mà có một ai đó có thể đến bên cạnh các bạn, cầm tay các bạn thì đó có thể là ai. Hoặc là với một số người thì đó không nhất thiết phải là một người, đó có thể là một nhân vật ở trong truyện tranh chẳng hạn, như là Doraemon chẳng hạn. I once was doing this exercise with somebody and this client was saying, I'm so lonely and no, I don't have anyone in my life, no one loves me, there's no one around, no one supports me. And then actually she said, and she was like, oh, but Kuan Yin loves me and Buddha loves me. And so she drew a shape for Kuan Yin and for Buddha. Khi mà tôi làm cái bài tập này thì đôi khi có những người mà họ sẽ nói với tôi rằng là chẳng có ai giúp đỡ tôi cả, chẳng có ai trên đời này hỗ trợ tôi cả, tôi rất là đơn độc một mình. Nhưng mà sau một lúc thì họ lại nghĩ ra có Quan Nhiên, tức là một gọi là gì, Quan Nhiên trong tiếng Việt dịch là gì nhỉ, Phật Bà nghìn mắt nghìn tay có thể ở đấy để hỗ trợ tôi. Okay, so with technology, who supports me with technology, or who I feel relaxed when I have a technology problem with? It's probably my husband and my sister. Yeah. Thế thì vợ liệu là ai có thể hỗ trợ tôi với những cái vấn đề liên quan đến công nghệ nhỉ? Ai mà có thể giúp tôi cảm thấy thư giãn khi mà có cái vấn đề về công nghệ thì đó chắc là chồng tôi với cả em gái của tôi. And as you draw, and you might have many people or animals or creatures or beings or I don't know, like divine beings who support you. Và các bạn có thể có những cái lựa chọn khác về cái nguồn hỗ trợ của các bạn. Đó có thể là động vật này, đó có thể là những đấng thiêng liêng tối cao nào đó, những vị thánh hay là nói chung là rất là nhiều những cái nguồn hỗ trợ khác mà các bạn có thể nghĩ đến. And so I invite you to notice, how is it for me when I have this support and I look at my sensations. Actually, I notice my face relaxes a bit, the tension in the stomach is less. Và tôi mời các bạn thử quan sát xem là trên thân của các bạn cảm thấy như thế nào khi mà có những cái nguồn hỗ trợ này. Với tôi thì tôi cảm thấy là ví dụ như khuôn mặt của tôi là thả lỏng hơn này. Yeah. Và những cái áp lực trên vai nó cũng ít hơn một chút. Actually, now I can look at technology. Technology isn't so scary when I have this support. Và bây giờ thì tôi thấy rằng là công nghệ nó cũng không đáng sợ quá khi mà tôi có những cái nguồn hỗ trợ này. Okay. And so here's the basic layout of it. You draw yourself, you draw your reaction, you draw the thing that is difficult, and then you draw what supports, and you see if anything changed. And if you feel different, then you're on the right track. Và đây nó là cái bố cục cơ bản của cái bài thực hành này. Bạn vẽ chính mình này, bạn vẽ cái khó khăn mà bạn đang đối mặt này, bạn vẽ cái phản ứng của bạn với cái khó khăn đấy, bạn vẽ cái nguồn hỗ trợ
trong cuộc sống của bạn. Và nếu mà bạn thấy rằng là mình thư giãn hơn, mình cảm thấy khá hơn một chút sau khi làm cái bài thực hành này, thì tức là mình đang đi đúng đường ạ. There's different philosophies in art therapy, and one of them says that process is important, result is not important, and definitely if it makes you feel better, it's like that. Có những cái gọi là triết lý ở trong việc thực hành trị liệu nghệ thuật, thì một trong số đó đó là chúng ta tập trung vào cái hành trình, vào cái việc là xử lý, thay vì là tập trung vào cái kết quả, thì vâng, thì đây, cái việc mà chúng ta cảm thấy khá hơn thì nó là một cái phản ánh của cái triết lý đó. There's another branch, and I think Edith Cramer was the big supporter, and she was saying that you have to be satisfied with your end result. You have to think it's beautiful. Can you say it again, Olga? There's a grandmother. Edith Cramer, Dr. Edith Cramer, who was Friedel's, I'm now shifting on to like a therapy thing. Edith Cramer said that it's important that you like your end result of your art. Edith Cramer, cái người mà chúng ta đã nói ở trong cái bài chia sẻ hôm nay ấy, thì bà cũng nói rằng là chúng ta nên thích cái tác phẩm mà mình tạo ra. So I invite you to see how it is for you. It's your choice what you like. Maybe you like both process and the result. Thế thì tôi cũng mời các bạn mình thử xem là mình thích cái gì, phần nào ở trong cái trải nghiệm này. Có thể là mình thích cái quá trình hay là mình thích cả cái kết quả. And what I want to say is that actually, if you want to add some lines or circles or colors, or maybe like even do pieces of fabric or paper like a collage, feel free to make it beautiful for yourself. That's what you want to do. Và bây giờ thì tôi mời các bạn là nếu các bạn nhìn vào đây và cảm thấy là muốn thêm màu sắc này, hay thêm những cái đường nét, hay là cắt một cái miếng vải ở đâu đấy để mình làm thành một cái tác phẩm cắt dán, thì đây là cái không gian để các bạn được tự do làm việc đó. What I'll do, I'll just add one of my favorite colors and let it dry, so just drop some watercolor into it. Bây giờ cái bước tiếp theo tôi làm đấy là tôi sẽ thêm cái màu yêu thích của mình và để cho nó khô. But for me it's like the color of the sea. I really like the sea. That's one of the things I love about Vietnam, the sea. So đối với tôi thì tôi rất là thích màu xanh nước biển. Tôi rất là yêu biển cả. Đấy cũng là một lý do vì sao mà tôi rất là yêu Việt Nam. So whenever I want to add like extra resource to my painting, I use this color and it makes me happy. Cứ khi nào mà tôi cảm thấy cần, có cái nhu cầu cần thêm cái nguồn lực cho tác phẩm của mình, thì tôi sẽ thêm cái màu này. And you of course might discover your own favorite colors and your own favorite lines and shapes if you draw and paint. Có thể là các bạn cũng sẽ khám phá ra cái màu yêu thích của mình, hay là cái đường nét, hình khối yêu thích của mình trong khi mà bạn làm nữa. Yeah, so here you go, and I might add some things to it as I go along. So after that, we stay in communication with the picture and see what wants to be added, if you want to change anything, if it tells you something maybe. Và sau khi mình làm cái này xong rồi thì mình hãy vẫn giữ cái sự giao tiếp với cái tác phẩm này. Các bạn có thể hỏi mình xem là mình có cần thêm yếu tố nào không ạ? Và hay là mình có muốn thay đổi nó không? Thì các bạn hoàn toàn được quyền làm cái việc đó. And if you do watercolors, here's a tip for you. If you're an impatient person like me, I have this hair dryer, so you can like dry it with a hair dryer, but I won't because it will be very noisy. Thường thì tôi sẽ dùng một cái máy sấy để tôi làm khô cái tác phẩm này, nhưng mà hôm nay tôi chắc là tôi không dùng bởi vì là nó sẽ rất là ồn ào. Olga, someone is asking whether they can tear up the artwork. Yes, wonderful. Go for được it. Ạ, được ạ, mình được xé tác phẩm của mình ra. Vâng, hãy cứ làm đi ạ. Well, you see, you're discovering different tips. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn đang ở trong cái quá trình khám phá rồi đây ạ. Sometimes what's an artwork is very difficult to digest in one piece, so I tear it up into pieces like you saw in one of the first slides,
And then I might collage them, I might burn them. Sometimes I make a paper ship out of it and send it down the river. Đôi khi một cái tác phẩm có thể nó cũng rất là khó tiêu hóa đối với chúng ta. Thế nên là các bạn thấy có một cái bức ảnh ở trong bài thuyết trình của tôi, là trong đó thì mình thấy một cái tác phẩm nó được xé ra thành nhiều mảnh, và chúng ta có thể làm thành một cái bức cắt dán, hoặc là có thể thậm chí là đốt nó, hoặc là thậm chí là cho nó vào một cái thuyền giấy và gửi cho nó ra ngoài đại dương. But in terms of art therapy, this is the power of transformation. You can put your experience that's hard to digest on the paper and make something different with it. And that gives you empowerment and agency. Và đây cũng chính là một khía cạnh của trị liệu nghệ thuật đấy ạ. Đấy là các bạn có thể đặt những cái thứ mà nó khó tiêu hóa lên trên mặt giấy, và sau đó thì mình có thể chuyển hóa nó bằng cách là xé nó ra, hoặc là bằng những cái cách mà để giúp các bạn có thể tiêu hóa một cách dễ dàng hơn. I also want to say that every person's process is very different, and different pace, different speed. And once I remember when I was in Ho Chi Minh City, I saw somebody a year after the first workshop, and this person said, I just did first step and second step. And at that workshop, we gave the sketchbooks, and she said, like, look, this is the sketchbook. The process doesn't include all steps, but I feel so much better. So it's whether you feel so much better is the result. Và tôi cũng muốn nói với các bạn rằng là mỗi người sẽ có một cái quá trình, một cái hành trình rất là khác nhau ạ. Tôi nhớ là ở Sài Gòn trước đây, khi mà tôi ở Sài Gòn thì chúng tôi có một cái workshop. Can you say about the experience again? What did the person say? I showed the process like this, different process, but also with steps. And this person said, I was the whole year, I wasn't doing the process right. I just did step one, step two. So I only have lines in my sketchbook, but I feel so much better. Và tôi khi mà ở trong cái workshop đấy thì tôi cũng hướng dẫn các bước như thế này, nhưng mà có một người thì họ nói với tôi rằng là cả cái năm đấy thì họ có vẻ như họ thực hành sai, họ chỉ làm có bước 1 và bước 2 thôi, nhưng mà họ lại cảm thấy rất là khá, cảm thấy tốt hơn rất là nhiều. Thì như vậy rằng là ngay cả khi họ không làm đủ các bước thì họ vẫn thì nó vẫn có hiệu quả bằng cách nào đó. Thank you. So I invite all of you to make this process yours, and whatever steps come for you, they're right, as long as they make you feel better. Và tôi cũng mời các bạn làm như vậy, đấy là mình tôn trọng cái quá trình của mình, và bất kể là cái quá trình của các bạn nó như thế nào, thì nếu như mà nó khiến cho các bạn cảm thấy khá hơn thì tức là mình đang làm đúng ạ. And that's it for this part of the drawing bit. Vâng, thế là phần trải nghiệm thì đến đây thôi ạ. I don't know if some of you want to show some of them. They'll be in the recording, but if you want to share them, you can show them. Tôi biết là chúng ta đang ghi lại cái buổi này, nhưng mà có ai cảm thấy dũng cảm muốn chia sẻ tác phẩm của mình không ạ? It's up to you, don't have to. Các bạn được quyền lựa chọn, là các bạn không phải chia sẻ đâu ạ, không bắt buộc. Sweet. Okay. So, shall we continue with the slides? Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài chia sẻ của tôi, các bạn nhé. Okay. I switched off my second camera. Thank you. Okay. Let's share the slides. Okay. Please bear with me. So. Các bạn thực nhận với tôi nhé, trong lúc mà tôi đang mở slide của mình. Okay, so. Okay. So, to come back to our body and how it processes trauma. If we live with trauma for a long time, we might have a lot of adrenaline and cortisol in our system, stress hormones, and our health might be affected.
Bây giờ chúng ta quay lại cái câu chuyện về việc là sang chấn tâm lý ảnh hưởng như thế nào đến thân thể của chúng ta. Vì khi mà chúng ta trải qua, chúng ta có những cái sang chấn ấy, về tâm lý ấy, thì câu chuyện là chúng ta sẽ tích trữ rất là nhiều adrenaline, cái hormone adrenaline và hormone cortisol, tức là cái hormone căng thẳng ở trong người, và nó ảnh hưởng đến, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý của mình. And so you can read more again. I won't go into it. That's like can be 3-hour webinar by itself. But you can read more in the book by Gabor Mate, When the Body Says No, and also Polyvagal Theory by Stephen Porges. Tôi thì tôi sẽ không đi sâu vào cái phần này bởi vì nó có hoàn toàn có thể là một cái workshop 3 tiếng, kéo dài 3 tiếng nữa. Nhưng mà các bạn có thể đọc thêm ở trong cái cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt tên là Sang Chấn Hiểu Để Chữa Lành của Bessel van der Kolk, và cuốn Khi Cơ Thể Nói Không, When the Body Says No của Gabor Mate. Cuốn thứ hai thì Linh không biết là đã được dịch sang tiếng Việt hay chưa. Yes, thank you. And also, when we live with trauma, our relationships are affected. Khi mà chúng ta sống với sang chấn tâm lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả những cái khía cạnh về mối quan hệ liên cá nhân của chúng ta. We might feel angry with other people. It's hard for us to trust other people, hard to feel safe with other people. Chúng ta có thể cảm thấy rất là giận dữ với những cái người khác hoặc là khó có thể mà tin tưởng họ hoặc là khó có thể cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ. When we have trauma, it might be hard for us to relax. So very often, it's hard for us to get good sleep, and we find it hard to feel satisfaction from anything. Chúng ta cũng khó khăn hơn trong cái việc thư giãn này hoặc là ngủ ngon hơn hoặc là cũng khó trong cái việc mà để cảm thấy yên ổn và thỏa mãn với cuộc sống của mình. And it's also if things went wrong and we have a conflict or misunderstanding, it's hard to repair relationship and trust again. Và khi mà mọi thứ nó đổ bể hoặc là có những cái mâu thuẫn nào đó ở trong mối quan hệ thì rất là khó cho chúng ta để gọi như là vá lại cái mối quan hệ đấy hoặc là để làm lành với người ta, và cũng khó để cho chúng ta có thể tin tưởng họ lần nữa. And we also may be alone, so not significant people of like friends or partner, wife or husband in our lives. Or we might feel lonely when we're around many people, or we're like, what's the point of being with others? Chúng ta cũng có thể cảm thấy cực kỳ là cô đơn ngay cả khi mà chúng ta ở giữa rất là nhiều người. Okay. Also our work and business might be affected too. We might have less work satisfaction, or no matter what we achieve, it's not enough for us. Can you say that again? Sorry, I missed it. Okay, So in our work business, if we hold trauma, we don't get satisfied with the results so easily, and it's like we're not good enough. Trong khía cạnh công việc hoặc là kinh doanh chẳng hạn thì mình cũng thấy những cái ảnh hưởng của sang chấn, ví dụ như là chúng ta cảm thấy không bao giờ thỏa mãn với cái thành quả của mình hoặc là liên tục cảm thấy là mình không đủ giỏi. It might also be hard to get motivated or to find any meaning in what we are doing. Chúng ta cũng có thể cảm thấy khó khăn hơn trong cái việc cảm thấy có động lực hoặc là khó khăn trong cái việc tìm ra cái ý nghĩa của cái việc mình đang làm. And it's hard to stop and enjoy the results of our work, hard to find creativity. And when things go wrong, we have less resilience. It's easier for us to get traumatized again. Cũng rất là khó khăn cho chúng ta trong cái việc là dừng lại để mà tận hưởng cái thành quả của công việc của mình hoặc là khó khăn cả trong việc tìm kiếm cái nguồn sáng tạo và cái sự đàn hồi của chúng ta nó cũng giảm đi, nhất là khi mà mọi thứ nó đổ bể có cái khó khăn gì đấy. But the good news is that when we have a presence of our compassionate and accepted art therapist, it's like an extra container to digest whatever difficult things that cause those symptoms in our relationships or in our work.
Nhưng mà với cái sự hiện diện của một cái nhà trị liệu nghệ thuật mà họ có cái năng lượng của sự trắc ẩn và có cái khả năng chấp nhận, đón nhận, thì họ có thể cung cấp cho các bạn một cái không gian để ở đó các bạn có thể dần tiêu hóa bất cứ những cái gì nó khởi dậy ở trong phiên. Giống như là mình đang có hai cái không gian dung chứa ở đây. Thứ nhất đó là cái tác phẩm của các bạn hoặc là cái quá trình mà các bạn sáng tạo, và thứ hai đó chính là cái nhà trị liệu nghệ thuật. And then Miss Lin already mentioned this wonderful book available in Vietnamese, The Body Keeps the Score by Bessel van der Kolk, and you can read there more on how art therapy works. Và lúc nãy thì cô Linh cũng đã nói đến cái cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt. Tên tiếng Anh của nó thì là Body Keeps the Score. Tên tiếng Việt thì là Sang chấn hiểu để chữa lành. Thì các bạn có thể đọc thêm để có một cái chương về việc là trị liệu nghệ thuật để nó hỗ trợ phục hồi sang chấn như thế nào. And to give you some examples of where my clients found art therapy helpful, and there's trigger warning because some historical events are mentioned that might be upsetting. Và bây giờ thì tôi sẽ cung cấp một số những cái ví dụ trong cái hành trình, trong cái việc mà tôi đã trị liệu với các thân chủ, và tôi sẽ nhắc đến một số những cái sự kiện mang tính lịch sử và có thể khơi gợi những cái cảm xúc khó. Nên là tôi xin gửi đến các bạn một cái cảnh báo. I worked quite a lot with descendants of Holocaust survivors, so it's like grandchildren of the people who, like Edith Cramer, survived and say moved to America after the Second World War. Tôi đã làm việc với hậu duệ hay là con cháu của những người mà họ đã sống sót sau cái nạn diệt chủng người Do Thái ở châu Âu, đã giống như là bà Edith Cramer, thì bà đã sống sót và sau đó thì bà có con cháu. Thì tôi đã làm việc với những cái người con cháu của những người sống sót như vậy. And actually, there's a lot of research. I don't know if we get to that part. I hope we do, but I'll mention it there. But just say it briefly here that with people, with descendants of the people who survived big historical trauma, like Holocaust survivors, there's a lot of research that they actually have symptoms of post-traumatic stress. Thôi tôi sẽ cố gắng tóm tắt lại, nhưng mà tôi cũng đã trích những cái nguồn nghiên cứu ở trong cái slide này rồi, các bạn có thể xem sau. Nhưng mà người ta đã có những cái nghiên cứu cho thấy được rằng là con cháu của những cái người sống sót sau nạn diệt chủng người Do Thái này thì họ có những cái biểu hiện của rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi là PTSD. Art therapy can be quite a relief just to offload whatever feelings and experiences that are not yours on the piece of paper and then have space inside to live your own life. Thì trị liệu nghệ thuật nó có thể rất là hữu ích trong cái việc là giúp cái người đấy đặt những cái gọi là những cái căng thẳng mà họ đã mang ở bên trong mình ra một tờ giấy, và những cái căng thẳng đó không nhất thiết là của họ mà có thể là của những cái thế hệ trước, và khi mà họ đặt nó xuống xuống một cái bề mặt khác rồi thì từ đó họ có thể nhìn vào nó và bắt đầu sống nuôi dưỡng cái cuộc sống của chính mình. And to give you a more recent example, I worked quite a lot internationally online in person in Vietnam with people who are affected with the pandemic when the pandemic was at its peak. Tôi cũng đã có cái cơ hội làm việc với những cái người mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID ở Việt Nam trong cái thời gian hơn 2 năm vừa qua. I also worked quite a lot as I lived in Asia with people who are affected by generational trauma of both how the Second World War was in Southeast Asia and also the long-term trauma of colonization. Và tôi cũng đang có cơ hội để làm việc với rất nhiều người mà họ bị ảnh hưởng bởi sang chấn liên thế hệ, từ từ những cái người mà họ đã sống sót sau Thế chiến thứ hai và sống ở Đông Nam Á, và cũng như là những người mà họ có những cái sang chấn liên quan đến thực dân, hậu thực dân. And of course, I supported many people with ongoing daily things like relationship conflicts, family conflicts, losses, heartbreak, emotional impact of health issues, business, work problems. Like all of those are serious. And if there are a lot to digest, we can also have trauma when we have those.
Và ngoài ra thì tôi vẫn cứ đang tiếp tục hỗ trợ những người mà họ đang có những cái vấn đề thường nhật thôi, như là những cái mâu thuẫn ở trong mối quan hệ này, mâu thuẫn trong gia đình này, mất mát này, hoặc là đau khổ, hoặc là những cái ảnh hưởng của cảm xúc lên sức khỏe thể lý, hoặc là những vấn đề liên quan đến việc làm ăn và đến công việc. Thì tất cả những cái vấn đề này nó đều nghiêm trọng và nó có thể mang cái màu sắc của sang chấn khi mà nó trở nên là quá là choáng ngợp. Just a few examples for you. I have more, but I want to move on to the other slides. Thì đây là chỉ là những cái ví dụ mà tôi chia sẻ với các bạn thôi, chứ còn tôi còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà tôi muốn là tiếp tục với những cái slide tiếp theo. So this is the quote from my colleague Sarah Payton, who's a CNBC certified trainer and a book author and neuroscience educator. If we can feel it, we can heal it. Đây là hình ảnh của Sarah Payton, một gọi là đồng nghiệp của tôi trong cái mảng giao tiếp trắc ẩn. Thì Sarah đã nói rằng là nếu mà chúng ta có thể cảm nhận nó thì chúng ta có thể chữa lành nó. And here in the picture, you can see me and Sarah at Sarah's workshop organized by Korean Center of Nonviolent Communication. I was helping Sarah there. There was like over 100 people. Ở đây thì đây cái bức ảnh này thì đấy là khi mà tôi hỗ trợ Sarah trong một cái workshop về giao tiếp trắc ẩn ở Hàn Quốc ạ. So basically, when we do those things, when somebody supports us and helps us to work through whatever body sensations and feelings that come up when we're thinking of something difficult, we actually rewrite this experience that's difficult from amygdala to hippocampus, right from this limbic system to neocortex. And we do it with art through right hemisphere of our brain and through body sensations. Vậy thì khi mà chúng ta có một cái cơ hội mà có ai đó hỗ trợ chúng ta trong cái việc là tiêu hóa những cái hoặc là nâng đỡ những cái trải nghiệm liên quan đến thân thể, những cái cảm giác ở trên thân, thì chúng ta đang làm một cái việc đó là chúng ta viết lại những cái trải nghiệm đó, những cái ký ức đó vốn được lưu trữ ở cái vùng amygdala này, và chúng ta đưa nó soi cái ánh sáng của nhận thức vào cái vùng bằng cái vùng lên cái vùng gọi là hippocampus hay là cái hồi hải mã của chúng ta, và qua trị liệu nghệ thuật thì chúng ta dùng cái não phải của mình để từ từ tiêu hóa những cái kết nối với những cái cảm giác ở trên thân ạ. So that's about it about this, and I want to talk a little bit. I think we'll have another like 15 minutes or something before questions and answers about transgenerational trauma. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp và chúng ta sẽ nói đến một cái phần đó là về sang chấn liên thế hệ, và còn khoảng 15 phút nữa trước khi chúng ta bước vào cái phần đặt câu hỏi. Okay, and as always, if you have any questions, just leave them in chat and we'll do our best to answer them in questions and answers. Các bạn nhớ là cứ viết cái câu hỏi vào trong khung chat nhé. Các bạn ở bên trường Hutech sẽ gom lại và lát nữa thì Linh sẽ dịch cho cô. Okay. Oh, we've tried our exercise. So that's the transgenerational trauma. And here in the picture, you see a photo from Armenia and South Caucasus, where I was in August 2002 to do a training there. Ở đây trong cái hình ảnh này thì các bạn đang thấy một cái bức ảnh tôi chụp khi mà ở Armenia, một cái vùng gọi là phía Nam, tên là Caucasus. Armenia thì là một cái đất nước nằm ở khu vực Tây Nam Á, và tôi thì đã có một cái đợt đào tạo vào tháng 8 năm 2022. And this Armenian grandmother was our guide in this memorial site of ancient Armenian cross stones. You can see them in the background. They're also called hachkars, but you can just say cross stones. Các bạn thấy ở đây là một một người bà Armenia, và bà ấy thì là cái người gọi như là hướng dẫn cho chúng tôi ở cái khu vực tưởng niệm đá chéo cổ đại này, thì các bạn có thể thấy nó ở trong cái phần phông nền của cái bức ảnh này ạ. And here is a trigger warning because Armenian genocide is mentioned.
Can you say it again? Just a trigger warning because I forgot to say that I'll talk about Armenian genocide. Ở đây thì tôi có một cái cảnh báo về cảm giác khó thêm một lần nữa bởi vì chúng ta sẽ nói đến cái nạn hủy diệt ở Armenia. In Armenia, Armenians survived genocide. The current population of the country is 3 million and 7 million are in diaspora internationally, but in genocide, 1 million of people were killed. Người Armenia thì đã trải qua một cái nạn diệt chủng mà trong cái sự kiện đó thì có 1 triệu người đã bị giết và rất nhiều người đã phải rời bỏ đi đến những cái nơi khác để cứu sống bản thân mình cũng như là con cháu của họ. Thì các bạn có thể thấy rằng là hiện tại so cái con số đấy với cả cái dân số hiện tại của Armenia là 3 triệu dân thì đang ở trong đất nước và có đến 7 triệu dân, tức là 7 triệu người Armenia thì đang sinh sống ở những cái nơi khác trên thế giới. And obviously the baby in the picture was born generations after the events of American genocide, but that for me is like an illustration for the generational trauma, how it can get passed on. Cái bức ảnh này, trong cái bức ảnh này thì cái em bé này thì đã được sinh ra tất nhiên là rất là nhiều năm sau khi cái sự kiện cái nạn diệt chủng đấy rồi. Thế nhưng mà đối với tôi thì đây cái hình ảnh này nó là một cái minh họa rất là tuyệt vời cho cái việc là sang trần nó đã được truyền từ thế hệ này qua cái thế hệ khác như thế nào. Actually with transgenerational trauma, sometimes I have the clients and they come and they say like I lived a safe life. My parents are well off. My grandparents are well off. Nothing bad happened to me. But I can't feel happy. I feel depressed. Or I have trauma symptoms. Why is it like that? Khi mà nói đến sang chấn liên thế hệ thì tôi đã có những cái thân chủ mà chia sẻ với tôi rằng là tôi đâu có sinh sống ở cái thời kỳ đó này, bố mẹ ông bà tôi thì đều sống rất là ổn, đều sống sót và thậm chí là giàu có, nhưng mà tại sao tôi không thể nào mà hạnh phúc được và tôi lại còn có những cái dấu hiệu, những cái hiện tượng của sang chấn nữa. And then when we start working, it turns out that something happened in the time of their parents or grandparents, and that was hard, and maybe the family weren't speaking about it, but it still get passed on. I'll talk about how it's passed on later in the next slide. Và khi mà chúng tôi làm việc sâu hơn rồi thì mới phát hiện ra rằng là có những cái trải nghiệm mà có thể cha mẹ họ hoặc là ông bà họ đã trải qua mà có thể nó rất là khó khăn và cái sang chấn thì nó vẫn được truyền sang cái người con cháu đó, thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn là nó được truyền như thế nào. So we know about how transgenerational trauma affects our DNA from many studies, and a lot of studies were done in McGill University in Canada. And Moshe Jiv is one of the epigeneticists, professor of genetics, who did it. And I'll talk a bit more about it. Vậy thì có rất là nhiều những cái nghiên cứu nó đã chỉ ra rằng là sang chấn nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế nào. Thì trong đó là có một cái những cái nghiên cứu rất là nổi tiếng bởi cái viện McGill của Canada, và có một cái nhà gọi là nghiên cứu di truyền biểu sinh epigeneticist tên là Moshe Zif, và ông ấy thì rất là nổi tiếng với cả cái nghiên cứu của mình. There's a YouTube talk, a TED talk, and a transcript by Professor Jiv on epigenetics of trauma. And basically what we know, that the big scale traumatic experiences, like for example, I think he talks about famine in Sweden, that changed people's DNA. So then the descendants of people who lived through famine were prone to eat less healthily and get more diabetes. What is it in Sweden? Famine, like people didn't have enough to eat and they starved. Okay.
Thế thì có một cái video TED Talk của giáo sư Jeff ở trên YouTube và các bạn có thể xem thêm. Thì nói chung là người ta thấy rằng từ góc nhìn của di truyền biểu sinh thì người ta thấy rằng là với những cái trải nghiệm mang màu sắc của sang chấn ở trên diện rộng ấy, thì người ta thấy rằng là nó có thể thay đổi cái DNA của con cháu của hậu duệ của những cái người mà đã trải qua những cái sự kiện đó. Ví dụ như là ở Sweden, Thụy Điển. Đúng không ạ? Thụy Điển thì có cái nạn đói trước đây, và khi mà người ta xem DNA của con cháu thì người ta thấy rằng là DNA, trong DNA của họ thì họ có cái xu hướng là bị những cái bệnh về diabetes, bị những cái bệnh về những cái bệnh về đái tháo đường cao hơn ạ. And there's another research coming back to Holocaust by Rachel Yehuda. There was a study where she analyzed the gene that helps control stress regulation. Và có những cái nghiên cứu khác nào cũng ví dụ mình quay về với cái nạn diệt chủng người Do Thái thì những cái nghiên cứu cũng đã thấy được cái sự thay đổi trong DNA của trẻ em cũng như con cháu của cháu và chắt của những người đã sống sót sau cái nạn diệt chủng đấy. What did they find? They found that comparing a group of descendants of Holocaust survivors and Jewish people who avoided Holocaust outside of Europe, the genes of those Jewish people who survived Holocaust and their descendants were altered, and that was the specific gene that helps control stress regulation. Thì họ nhận thấy khi mà họ so sánh cháu và chắt của những người Do Thái mà đã sống sót cái nạn diệt chủng đấy với những người Do Thái mà sống ở bên ngoài châu Âu, tức là họ không phải trải qua cái nạn diệt chủng đấy, thì họ thấy rằng là ở trong cháu và chắt của những cái người đã sống sót ấy thì có một cái trong cái gen của họ ấy thì cái yếu cái khả năng có thể chống chọi với căng thẳng nó khác đi. And the good news is also that actually, it's a more long-term process with people. McGill University did a lot of experiences with mice, and you can actually reverse those negative impacts on the genes. Ở viện McGill thì người ta cũng đã nghiên cứu và người ta nhận ra rằng họ khi mà họ làm thí nghiệm ở trên chuột ấy, thì họ thấy rằng là chúng ta có khả năng có thể gọi như là thay đổi những cái ảnh hưởng tiêu cực của sang chấn ở trên trên cái hệ gen ấy. Okay, and what else did I want to say about this? So what I imagine that every time that we work on this, whether you're using art therapy methods, whatever type of art therapy methods, and you unwind this experience, I imagine that you heal your DNA. Thế thì tôi có thể mường tượng rằng là khi mà chúng ta chữa lành hoặc khi mà chúng ta làm việc với cái sang chấn của mình, có thể là bằng trị liệu nghệ thuật hay là các phương pháp khác, thì chúng ta đang chữa lành cái DNA của mình ạ. That's what I imagine in the slides, and we'll get the copy of the slides. I imagine you have a lot of links to research that art therapy works. That particular research, whether art therapy reverses the impact on the genes, it hasn't been done, but maybe somebody does it. Và ở những cái slide sau thì tôi có những cái nguồn trích dẫn mà các bạn có thể nghiên cứu thêm về cái việc là sang chấn nó ảnh hưởng như thế nào. Xét về mặt di truyền biểu sinh, tôi cũng chưa thấy nhiều những cái nghiên cứu về việc là trị liệu nghệ thuật thì nó thay đổi DNA như thế nào, nhưng mà hy vọng là ai đó trong chúng ta có thể có cái nghiên cứu đó, biết đâu lại làm trong tương lai. But the last bit, you know, to come back to grandparents and grandchildren or great grandparents and great grandchildren, is that how I imagine that this transfer of transgenerational trauma happens. And of course, there's many ways in which it happens, but I'll talk about neurobiological ones.
Thế thì tôi có thể tôi sẽ chia sẻ thêm một chút về cái việc là sang chấn thì nó truyền từ thế hệ ông bà cho đến thế hệ cháu và chắt như thế nào. So, if you can imagine such a scenario where, say, in the US, there was a grandmother who survived Holocaust, and then she would become frozen and very quiet when the phone rings. Chúng ta có thể thử mường tượng một cái viễn cảnh sau ạ. Đó là ở ở nước Mỹ, một người bà, người mà đã sống sót cái nạn diệt chủng Do Thái ấy, thì có thể là sẽ trở nên rất là đóng băng, hoặc là rất là yên lặng khi mà nghe tiếng điện thoại reo. And if she received a lot of bad news and scary things over the phone during the Second World War in Europe, it makes sense. Nếu như mà bà người bà này mà đã từng nhận rất là nhiều những cái tin dữ qua điện thoại ở trong trong suốt cái Thế chiến thứ hai khi mà còn ở châu Âu ấy, thì cái việc cái nỗi sợ cái sự đóng băng này nó là một điều tất nhiên và dễ hiểu. So like becoming frozen and very quiet, this is how our limbic system takes care of us. If we become very quiet, maybe scary things doesn't notice us and we survive. Thì cái việc mà chúng ta đóng băng và trở nên rất là yên lặng như thế này, đó là cái cách mà cái hệ limbic của chúng ta nó đang cố gắng để bảo vệ chúng ta. Có thể khi mà chúng ta không nói gì, khi mà chúng ta yên tĩnh thì những cái sự kiện dữ, những cái điều dữ nó có thể là không để ý đến chúng ta nữa. But maybe those of you who have observed children or spend time with children, maybe you know that children notice what you do and they do what we do, not what we say. I have children. Nếu mà các bạn ở đây đã có cơ hội để quan sát trẻ em thì có thể các bạn đã nhận thấy rằng là trẻ em thì nó sẽ nhại lại cái hành động của chúng ta, nó sẽ làm theo cái mà chúng ta làm chứ không phải là làm theo cái mà chúng ta bảo chúng làm. And so our children as well as ourselves, for those of us who have children, if you don't, you can imagine other children or you can imagine yourself as a child, but it's almost like to stay safe unconsciously, we observe what's going on, especially if it's people who are important for us. And it's almost like our nervous system and our brain in the background reads those signals, and you can read more about it in Stephen Porges' polyvagal theory. Vậy thì trẻ em ấy thì một bằng một cái cách rất là vô thức nào đó thì trẻ em sẽ giống như là nhại lại cái hệ thần kinh của chúng ta trong những cái tình huống mà có thể đâu đó có cái sự không thiếu an toàn, có cái sự thiếu an toàn ở đây. Các bạn có thể đọc thêm về cái này ở trong cái thuyết polyvagal của Stephen Porges. And then, of course, when the grandchild sees grandma going frozen and breathing becoming shallow many, many times when the phone rings, the grandchild maybe doesn't have the words anymore and the family doesn't speak about what was scary about the phone ringing. But they know when the phone rings in this family, we go frozen. Thế thì cái đứa trẻ, đứa cháu của cái người bà đó sau rất là nhiều lần chứng kiến người bà này đóng băng và trở nên rất là yên lặng khi mà mỗi khi mà điện thoại reo như vậy thì có thể là đứa trẻ nó sẽ không dùng ngôn ngữ để nó thử hỏi xem là có cái chuyện gì đáng sợ mà bà lại đóng băng như thế. Nhưng mà một cách vô thức thì đứa trẻ đó sẽ học được nội hóa rằng là cứ điện thoại khi mà reo lên thì là có một cái sự có là đóng băng và mình sẽ yên lặng. Thank you. But what happens again if you come back to if we can feel it, we can heal it, you know. Maybe the grandchild has grown up and they know they have this stressful reaction to the telephone ringing. And maybe mình quay lại cái câu chuyện là khi mà chúng ta có thể cảm thấy nó thì chúng ta có khả năng chữa lành nó. Thế giả sử cái đứa trẻ đấy nó lớn lên và nó bắt đầu nhận thức được rằng là mình có những cái phản ứng rất là căng thẳng mỗi khi mà điện thoại reo lên.
Actually, I have the experience myself as a client, but also with my clients and students and groups that when we notice this reaction and we take it to somebody who can help us with it, and we start unwinding it, and then it suddenly makes sense. And when it makes sense, we might not find out about grandma's story or her experiences, but this traumatic reaction and the stress, they go away, and we can spend our energy on making our life wonderful. Bản thân tôi thì tôi cũng đã trải nghiệm cái vai trò là một thân chủ, và cũng như là trong quá trình tôi làm việc với các thân chủ cá nhân hay là thân chủ theo nhóm, thì cái việc mà chúng ta mang những cái nhận biết đó đến một người mà họ có cái khả năng hỗ trợ mình ấy, thì từ đó chúng ta có thể giống như là nhìn nó sáng rõ hơn, và có thể là chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái câu chuyện là bà của mình đã từng như thế nào giống như trong cái câu chuyện như này đâu. Thế nhưng mà cái phản ứng sang chấn thì nó có thể là sẽ không còn nữa, sẽ dần dần nó biến mất, và chúng ta có thể dành tập trung cái năng lượng của mình để cải thiện cái chất lượng cuộc sống của chính chúng ta. Okay, so I'm looking at the time and I wonder whether we want to stop now or do one slide on organizational trauma and then stop for Tôi questions and nhìn answers. thời gian và tôi tự hỏi là các bạn muốn nghe tiếp về sang chấn biểu hiện ở trong các tổ chức hay là các bạn cảm thấy là thế này là đủ rồi ạ? About Yes, organizational trauma. please. Sang chấn ở Okay, trong okay. trong trong tổ chức ạ. Yeah, maybe another 5 minutes. Okay, 5 minutes. Okay. Yeah, we could also get trauma. Maybe nothing bad happened to our family and they were all safe. Nothing bad happened to us. But actually, trauma also lives in organizations. Đôi khi chúng ta nói rằng là ở trong gia đình tôi chẳng có cái sang chấn gì, nó sự kiện sang chấn gì nó diễn ra cả. Nhưng mà sang chấn thì không chỉ ở trong gia đình đâu ạ, mà sang chấn có thể xuất hiện ở các tổ chức nữa ạ. And if you let me use the metaphor, how the trauma lives in organizations, how it's transferred, it's almost like the air that we breathe together. Tôi sẽ dùng một cái hình ảnh ví von, đó là sang chấn thì nó như là cái không khí mà chúng ta thở ấy ạ. If you want a more precise neurobiological explanation, then it happens by limbic resonance. Nếu mà các bạn muốn một cái cụm từ gọi như là mang tính khoa học hơn, xét về khía cạnh tâm lý thần kinh học, thì nó giống như là cái sự cộng hưởng của cái hệ limbic của chúng ta. Very simple explanation for limbic resonance. Maybe you go to the movies and you watch a zombie movie and you know they're not real zombies, but like everyone in the movies is like, oh! And you go like, oh! And this is limbic resonance. We can unconsciously pick up other people's wave of feelings. Một cái cách giải thích rất là dễ hiểu cho cái sự cộng hưởng về hệ limbic đó là giả sử bạn đang đi xem một cái bộ phim về zombie và ai trong rạp thì cũng đang rất là sợ hãi hoặc là đang rất là sốc chẳng hạn, và bạn bạn cũng thấy mặc dù là những cái zombie đó thì nó không có thật nhưng mà bạn vẫn có cái sự cộng hưởng với những cái người khác. Và đấy là cái cách mà chúng ta đọc gọi là đọc cái cảm xúc của người khác. On a very small level, maybe you know, like sometimes for those of you who are in a workplace or in business, and sometimes you come into the office in the morning and you just feel something, something is off. There's like something hanging in the air, and that's your new reception of safety, your nervous system subconsciously picking up on it, and the limbic system may be seeing that it's edging into limbic resonance. Hoặc là ở đây có những bạn nào mà đi làm chẳng hạn, thì có những cái ngày các bạn đi làm các bạn thấy có cái gì đấy nó cứ kỳ kỳ, nó có cái gì đấy nó cứ đang sao sao á, và đấy chính là cái cách mà cái hệ thần kinh của các bạn nó đang đọc vị cái môi trường đó, và hệ limbic của các bạn thì sẽ cố gắng là làm thế nào để các bạn có thể an toàn nhất trong cái bối cảnh đấy. With organizations with trauma, it might be like a big event, like for example,
organizations that were affected by big events, like, I don't know, like recession or recently, if I may mention it, pandemic? Có những cái sang chấn mà nó có sự kiện mang tính sang chấn có thể xảy ra với tổ chức, ví dụ như những cái sự kiện lớn như là thay đổi hệ thống trong tổ chức này, hoặc là như là đại dịch COVID vừa rồi. But sometimes it's an internal process. For example, we have a lot of research on bullying in workplace. This is also trauma. Hoặc là nó có thể là những cái sự kiện như là ai đó bắt nạt ai đó ở trong cái hệ thống đấy, thì điều đó cũng có thể tạo ra sang chấn đó. What you can notice about organizations with trauma is that they have less resilience in unexpected events and higher staff turnover. Làm thế nào để nhận diện là một tổ chức có đang có sang chấn hay không, thì ở đây là một số những cái biểu hiện, đó là họ có ít cái sự dẻo dai khi mà những cái sự kiện không mong muốn nó kéo đến. Thứ hai là họ có cái tỷ lệ thay nhân viên rất là cao. Và thứ hai rồi. And also more people are absent from work, more people get sick, more people get burnt out. Nhiều nhân viên thì có thể là vắng mặt trong những ngày làm việc, hoặc là nhiều nhân viên thì bị đau, bị bệnh, bị ốm, hoặc là có những nhân viên thì bị kiệt quệ. And with the organization with trauma, we have less creativity, and then it's harder for us to understand and communicate with important stakeholders like customers or suppliers or community. Những cái tổ chức mà có sang chấn thì họ cũng khó khăn hơn trong cái việc là phát triển sự sáng tạo. Họ cũng khó khăn trong cái việc là có những cái mối quan hệ với nhân viên hay là khách hàng, vân vân, cổ đông nữa. And like person's health would get affected. Finally, organization that has a lot of trauma might get losses financially and lose productivity as well. Và những cái tổ chức này thì họ cũng dễ dẫn đến cái câu chuyện là sẽ thiệt hại về mặt kinh tế, và cũng như là mất đi cái sản lượng, cái sự hiệu suất, và có thể thậm chí là dẫn đến phá sản. Basically, one of the last things looking at the time that I want to say is that you know this is trauma because even if you change managers, even if you change employees, even if you change CEO, still the same kind of air, same kind of patterns still take place. Và có một cái điều cuối cùng tôi muốn nói, đấy là với những cái tổ chức mà có sang chấn ấy, thì ngay cả khi mà họ có thay đổi nhân viên này, thay đổi CEO này, thay đổi sếp đi chăng nữa, những cái người chính thì cái không khí nó vẫn cứ như vậy, và không có nhiều cái sự thay đổi nó diễn ra. The last bit I want to say about organization with trauma. There's the good news, and the good news is that it can be changed. I worked quite a lot with organizations, and it's a work that takes time and it takes qualified support. But without based methods, we can see the patterns and trauma in organizations, and we can analyze them, see them, and change them. Có một cái tin mừng, đó là cái điều này nó có thể được thay đổi, nó có thể được chuyển hóa, và cái tổ chức đó có thể là được tự do khỏi cái sang chấn mà họ mang và cải thiện được cái sự hiệu quả của họ. Thì có những cái phương pháp có thể là bằng dùng nghệ thuật hoặc là không, nhưng mà cho họ một cái cơ hội để họ có thể nhìn thấy được cái mô típ mà nó cứ lặp đi lặp lại trong tổ chức của mình, và từ đó họ có thể phân tích và thay đổi chúng. Tuy nhiên cái điều này thì nó sẽ cần thời gian. I want to stop sharing slides here and just say that those both two things that we mentioned, they're such big topics. Like I have one of the courses, not in English, coming up, and there's the whole long training on trauma in organizations, and another one on transgenerational trauma. So it's like a lot of methods and there's a lot of material. So I try to do my best in this short time available, but it's not Thank everything. You so much. Yeah. Hai cái chủ đề mà tôi vừa nhắc đến, đấy là sang chấn liên thế hệ và sang chấn ở trong tổ chức ấy, nó đều có thể là những cái đợt tập huấn riêng biệt. Thế nên là tôi đã cố gắng hết sức để có thể là cho những cái thông tin này vào một cái buổi chia sẻ này. Nên là cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần Q&A ạ. Xin cảm ơn. Olga, there's a question for you. Yeah.
Câu hỏi này là nghệ thuật sáng tạo trong phục hồi tâm lý có thể áp dụng cho những cái đối tượng nào? Who is the proper population for you know, creative arts therapy or art therapy? Say it again. What is the proper population? Yeah, who is it suitable for? Oh, who is it suitable for? Anyone who wants to do something with their hands. I think I've worked with children from like 5, 8 years old to people in their 80s and 90s, and some would say like, I never did it, I'm not artistic, I'm not creative, but then they did it, they enjoyed it. So as long as the person is willing, if somebody's like, oh, I hate it, it's not for me, then it's not for them. Trị liệu nghệ thuật thì có thể sử dụng với rất nhiều đối tượng. Tôi làm việc từ với những trẻ em 5 tuổi, 8 tuổi cho đến những cụ 80, 90 tuổi. Tôi nghĩ là trị liệu nghệ thuật thì dành cho rất là nhiều các đối tượng, miễn là họ sẵn lòng thử. Còn những đối tượng mà họ cảm thấy không, tôi ghét cái việc là phải sử dụng nghệ thuật lắm thì có lẽ là không dành cho họ. Ok, câu hỏi số 2 đó là trị liệu nghệ thuật có thể áp dụng vào trị liệu cho gia đình và cặp đôi không? Can art therapy use for couple and family counseling? Yes, it's actually very excellent because I work with both verbal and non-verbal methods. And sometimes with words we go round and round and round. Whereas like then say if I'm supporting a couple and there's exercises that we can do, so they might have certain topics, like maybe, I don't know, they can't reach an agreement about finance, or, I don't know, having children, not having children, how many children, or something else. Maybe there's an extended family conflict. And when we draw it, it's like really shortcut. It's really fast understanding. In my experience, I don't know, and you also might want to add your experience, Ms. Lin. Tôi xin trả lời là có, và đây nó là một cái phương pháp rất là tuyệt vời để làm việc với cả cặp đôi và gia đình. Tôi làm việc với cả những cái phương pháp tiếp cận dùng ngôn ngữ và cả phi ngôn ngữ nữa. Thì khi mà tôi làm việc với các cặp đôi ấy, thì có thể là dùng nghệ thuật là một cái cách rất là nhanh và rõ ràng để có thể hiểu được cái mâu thuẫn của cái cặp đôi đó. Ví dụ như họ có những cái mâu thuẫn liên quan đến việc tài chính này, hay là đến gia đình thông gia của họ vân vân như thế nào đấy, thì nghệ thuật nó giúp cho chúng ta là một cái đường lối tắt để nhìn thấy được cái gì nó đang diễn ra. Ok, wow, really good question. So the next one, câu hỏi tiếp theo, sử dụng nghệ thuật trị liệu cho việc trải nghiệm và khám phá bản thân như thế nào? How can I use art therapy for self-exploration? Oh, it depends who you ask. Việc này thì tùy thuộc vào việc bạn muốn gì. If you remember, and if you look on Wikipedia, there's different schools of art therapy. Nếu mà bạn nhìn ở trên Wikipedia, bạn sẽ thấy rằng là trị liệu nghệ thuật nó cũng có những cái trường phái khác nhau đấy ạ. There's some schools that say that you need to have somebody with you to accompany you on this journey, like a guide. You don't go to the jungle without a guide if you're not experienced. Có một số trường phái thì người ta sẽ nói rằng trị liệu nghệ thuật thì phải có một cái người hướng dẫn, một cái nhà trị liệu đồng hành cùng. And some others say the other end is that we create art together and this is therapeutic and you get insights. Hoặc là những cái trường phái khác thì lại nói rằng là chúng ta sáng tạo cùng với nhau và bạn nhận được những cái hiểu biết thêm về bản thân mình trong cái quá trình đấy. Và cái tác phẩm đấy nó có thể là cái quá trình đấy nó có thể mang tính trị liệu. For me, and I'm also very happy for you, Ms. Ling, to add your experience. Like, I'm somewhere in the middle of the road, and I think it's, I both like showing methods to my clients, students, people in groups, so they can use them themselves, but also I emphasize that
it's important, like you're exploring something yourself, and then you have like intense feelings or something is difficult, you're stuck, to have somebody you can contact. So it's almost like for me, it's walking between like drawing on my own, but then like I got stuck, so I'll take it to my mentor, supervisor, or therapist. Yeah. Tôi thì tôi sẽ là cái hoạt động ở cái vùng giữa giữa, tức là tôi cũng rất là hay chia sẻ cái phương pháp với các thân chủ hay là những người khác về cái cách mà sử dụng nghệ thuật để khám phá bản thân họ, nhưng mà đồng thời thì tôi cũng nghĩ rằng là khi mà có những cái nó quan trọng khi mà họ có trải nghiệm những cái cảm xúc khó thì họ có một ai đấy để họ liên hệ. I want to add that when I left Vietnam, about self-exploration, I had the whole suitcase, 12 kilos of sketchbooks with me. Khi mà tôi rời Việt Nam thì tôi đã có một cái vali 12 cân sketchbook mà tôi mang đi với tôi ạ. Đây là một cái quyển sketchbook của tôi, nhật ký gọi là nhật ký hình ảnh ạ. Okay. So yeah, it's very good for self-exploration. Yeah. Nên là nó rất là một cái công cụ rất là tốt để khám phá bản thân. Câu hỏi tiếp theo, việc phân tích nghệ thuật có cần phải thay đổi tùy theo bối cảnh văn hóa xã hội mà thân chủ sinh sống không ạ? Do you think that analyzing the art needs to change or it needs to depend or depends on the living context or the cultural context of the society in which the client lives in? Of course, 100%. I remember. Go on. 100%. I remember I was at. I suppose it's art related. Metaphorical cards workshop in Hong Kong. Say it again. So my example is from metaphorical cards. They're cards with pictures. We don't create our own art, but we use the cards to like process emotions. And I'll tell the story just briefly. And there was a picture with a man and a big fish on the dish in front of him. And I was so surprised when tôi có một cái trải nghiệm tôi muốn chia sẻ với các bạn rất nhanh thôi. Đấy là khi mà ở Hồng Kông thì chúng tôi dùng những cái thẻ để thẻ ẩn dụ để chúng tôi giống như là xử lý cảm xúc ấy, thì có một cái hình ảnh đó là một người đàn ông có một cái con cá rất to. I was so surprised when a person in my group said, "Oh, this is about selfishness. This man is selfish and he has the whole fish to himself." Một người trong nhóm thì đã nói một cái điều mà khiến tôi thấy rất là ngạc nhiên. Họ chỉ ra rằng là ôi cái người đàn ông này rất là ích kỷ. Một mình ăn cái con cá này mà chả chia sẻ với ai cả. And for me it was just like because I lived here in the UK and like it's always strange when we come from Vietnam or Asia to the UK, like from sharing a big dish of something into small bowls to like having individual plates. But I was like, there was like, oh, I didn't think about it. Còn tôi thì tôi không hề là nghĩ đến cái điều đó, bởi vì là ở châu Âu thì hay là ở Anh thì chúng tôi là ăn từ những cái đĩa riêng của mình. Còn những cái người mà đến từ văn hóa châu Á thì có thể là họ sẽ có những cái đĩa đồ ăn và họ sẽ chia sẻ với nhau những cái đĩa đó. But also think it's like any good art or anything of art will have layers of meaning. So for example, like I like some animated movies like anime, and in some of them I can get cultural references because I know the culture, but I'm also sure that I don't get many because I'm not of that culture. But also there's a layer of, I suppose, of I don't know, like overall humanistic meaning that everyone will get, like love or care for nature or care for each other or something like that. Nghệ thuật nói chung hoặc là những cái nghệ thuật tuyệt vời thì nó đều có những cái tầng lớp ý nghĩa khác nhau ở trong đó. Ví dụ như là khi mà xem phim thì đôi khi tôi có thể hiểu được cái yếu tố văn hóa tham khảo ở trong đó, nhưng mà đôi khi tôi cũng không thể hiểu được. Tuy nhiên thì luôn luôn là có những cái gọi là cái sự tương đồng chung của nhân loại mà ai cũng có thể, ở văn hóa nào cũng có thể hiểu được. Ví dụ như là tình yêu hay là cái sự quan tâm đến thiên nhiên chẳng hạn.
Okay. So we are 1 minute tonight. Mai Hương ơi, mình nên tiếp tục hay là như thế nào, hay là kết thúc? Vì em nghĩ thời lượng của chương trình có hạn đó, nên là chắc là mình sẽ dừng ngay tại đây ha. Còn nếu các bạn có các câu hỏi nào có thể gửi qua mail cho câu lạc bộ của tụi mình nha. Tụi mình cảm ơn. Okay. So due to the limit of time, we probably stop here. There's still like one or two questions, but yeah. All right. Thank you so much, Olga. So great. Thank you so much, everyone. Và để kỷ niệm cho cái buổi ngày hôm nay, tụi em có thể mời mọi người, cô Olga và cô Linh có thể chụp cùng tụi em những tấm hình để có thể kỷ niệm. Okay. Được ạ. Mình mời các bạn có thể bật camera lên để cùng chụp hình. We're taking the pictures. Yeah. Okay. Okay, chúng mình chụp ảnh. Okay, mọi người cười lên ạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much, everyone. Cảm ơn các bạn ạ. Cảm ơn thầy Thảo. Cảm ơn Olga. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you so much, everyone. Thank you for inviting me and thank you for translating for me and thank you for moderating. Đây là xin cảm ơn chân thành sự xin cảm ơn góp mặt của quý thầy cô, quý diễn giả và toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi chuyên đề ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you and bye bye. Bye. Chị nhớ đi chồng.